Vâng, các bạn bấm vào video này, chắc chắn các bạn đã biết hôm nay chúng ta sẽ chơi trò gì rồi đúng không? Vâng, Poppy Playtime chương thứ 3 đã chính thức ra mắt rồi các bạn ạ. Và cái thời điểm mình đang quay video này là vào lúc gần 4 giờ chiều ngày 31 tháng 1 năm 2024, tức là ngày đầu tiên mà tựa game được ra mắt. Và trong tuần đầu tiên khi chưa ngày ra mắt sẽ được giảm giá xuống còn 135.500 đồng. Kể cả giá nó giữ nguyên, mình cũng sẽ mua. Bởi vì mình đang cực kỳ hào hứng muốn chơi cái chương mới nhất. Mua luôn chứ còn nghĩ ngợi cái gì nữa. Yes, cài đặt ngay lập tức thôi. Và chương 3 với độ nặng lên đến gần 20GB. Ây à, mình mới chơi tựa game này có khoảng tầm gần 5 tiếng thôi. Không biết là sẽ phải tốn bao nhiêu lâu mới gọi là giải quyết được xong cái chương 3 này. Rồi, cập nhật cái nào. Lần cuối cùng mình chơi tựa game này là vào ngày 21 tháng 5 năm 2022, tức là phải gọi là 1 năm rưỡi rồi các bạn ạ. Gần 2 năm trời rồi chúng ta mới quay trở lại cái tựa game này. Để xem nào. Và đây rồi, chương 3. Ok, con mèo hơi ghê nha mày. Sau cái hậu quả của cái vụ đâm tàu hỏa, chúng ta bị mắc kẹt ở trong một cái mục tiêu mới. Ok, được rồi, nói chung là nó hơi phức tạp một tí, nhưng mà mình sẽ biết là mình phải làm gì rồi. Có con mèo ở đây này. Wow. Wow, 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 wow. Gì đây, gì đây? Một con gì đó đang mở một cái nắp của một cái đường hầm ra. Và mình bị rơi xuống. Ủa? Có vẻ đây rồi. Chúng ta vào trong game rồi. Vẫn còn giữ nguyên bộ hai bàn tay. Ồ. Ôi, ê, cái này nó đóng lại đây à? Cái này chỗ là cái chỗ cái phòng xử lý rác. Ây à, mình phải leo lên trước khi nó khép lại. Ủa? Thế sao lên nhỉ? Wow! Từ từ. Rồi xong. Ép dí luôn rồi. Wow! Mới vào đầu tiên thì mà khó phết nha. Từ từ. Để mình kiếm nhanh nào. Chắc sẽ là đây. Lên đây đúng không? Xong rồi là đây, mình để ý là có cái gì mở ra ở đây này. Đúng ta. Lâu lắm rồi chưa chơi, không nhớ phải làm gì rồi. Ủa? À, vào đây, vào trong này. Nó vào đây. Ok. Rồi, sống rồi. Và giờ mình phải làm gì nữa nhỉ? Mình có đường nào để mình đi xuống không? Ok, có đi xuống này. Từ chứ, để mình chỉnh cái màu, cái ánh sáng lên cái chứ đây hơi tối nhá. Nhìn nó không ra, nhìn không nhìn ra cái gì cả. Thật ra cũng không khá hơn là mấy. Nhìn xung quanh kiếm đồ nào mà có thể kéo được bằng việc bấm chuột trái, giữ chuột trái và chuột phải. Ok. Rồi. À, đây. Có cái này. Rồi. Ủa? Oh, có một cái đúng bấm vào kia. À, bám vào đây để leo lên. Ok, rồi thoát được rồi. Thoát được khỏi cái chỗ ép rác rồi. Còn mình sẽ có đây. Ok, tiếp tục nào. Cố gắng tìm đường thoát ra khỏi cái nhà đồ chơi này nào. Cái này nó rậm xuống à? Bây giờ mình phải đi lên trên kia đúng không? Không bám lên được. À, phải nhảy từ từ lên. Rồi, hiểu. Tức có nghĩa là bây giờ phải lên đây trước này. Đó. Xong nó đẩy mình lên. Mình sẽ nhảy qua bên này. Ok, qua bên này. Ê, từ từ. Cho cái này đi lên một lần nữa đã. Để mình qua được cái cửa bên kia. Ok. Rồi. Không tự tin mình nhảy được nên mình đợi lên cao một xíu đi. Rồi, giờ mới nhảy này. À! Ok, rồi. Ok, có rất nhiều mấy cái thùng của Playtime. Rồi, đi qua đây nào. Bấm Ctrl để cúi xuống.
Bấm E để tương tác. Mở được một cái cửa. Và từ từ, mình chưa muốn mở, mình chưa muốn đi được đó đâu. Mình muốn xem ở đây có cái gì không đã. Chỉ là một cái sàn. Có phải như đây là khu nhà máy nó đã bị hỏng khá là lâu rồi. Không còn kiểu là bị phá hoại rồi, không còn gì nữa. Đây có đường này. Ui. Cái này là máu à? Hay là nước đấy? Cái nước gì đỏ lòm này? Ui. Không sao rồi. Đây chúng ta nên tiếp tục đi vào cửa đi. Có một tiếng gì đó, có tiếng cử động gì đó, ok. Mở cửa ra. À, lại là những câu đố rồi, mình lại phải bật nhảy liên tục. Rồi ok, phải speedrun. Rồi. Sau đó là phải đợi cái này lên để mình speedrun tiếp, chạy qua bên kia. Let's go! Qua được rồi, hơi giật một xíu nhưng không sao. Wow! Ôi giời ơi. Chúng mình vừa thấy, chắc chắn đó là con catnap rồi. Catnap khổng lồ. Ai à, ok rồi, để xem mình phải đi đâu đây. Đường này à? Không, không phải. Chỉ có thể đi đường kia thôi. À, có thể để bám này đúng không? Đúng rồi. Kéo nó về. Yeah. À, kéo nó về. Là mình sẽ phải... từ. Ok, phải thả ra để đó. Qua bên này. Let's go. Có cái chữ gì đây này? Nếu is those who believe, cái gì đó là những người nào mà tin tưởng. Ok, mình đã không hiểu lắm. Hay có mèo chui đây này, hơi ghê nha. Rồi bây giờ có lẽ là mình sẽ phải đi vào chùa trong cái đường ống thông hơi này. Bắt buộc phải đi xuống rồi. Ui rồi, giật cả mình. Không có gì cả. Wow, cái vụ trong ống thông hơi này là mình nhớ đến cái phần 1 ghê. Chạy trong ống thông hơi với con Hucky Wucky. Wow, sợ đúng sợ luôn á. Rồi, từ từ, bình tĩnh, tự tin và chiến thắng. Ủa? Không đi được. Chúng ta sẽ còn đường nào ta? Ủa? Mở mới cổng ở đây. Và mình đã qua được. Ok, đến những cái máy bán nước này tự động này. Có vẻ như đây là một cái phòng nghỉ ngơi. Vẫn còn những cái chai nước ngọt này. TV đang mất tín hiệu. À, cái này là cái chỗ nhét cái băng vào đúng không? Nếu mình nhớ không nhầm. Đây, đó. Cái băng này này, Claire Harper Debrief, là phải nhét vào đây đúng không? Yeah. All right, Miss Harper. Được rồi, Miss Harper, giải thích vấn đề đi. Cái tình hình đi. Nhưng mỗi buổi đêm thì trẻ con, mấy đứa nhỏ sẽ đi ngủ rất là yên tĩnh, yên bình. Cát nắp thả khói đỏ vào trong. Bỗng dưng có tiếng hét. Ác mộng xảy ra, tôi biết mà. Nhưng mà mắt bị phình to kiểu con ngươi, kiểu phình ra, mắt bắn tung tóe, máu sôi lên dưới làn da. Con bé nó thấy cái gì đó, một cái gì đó cực kỳ khủng khiếp. Wow, con cát đáp này hơi tởm nha mày. Cô Harper bọn tôi cung cấp những cái sự chăm sóc tốt nhất trên thế giới. Nhưng mà Mary diễn tả lại nói gì không? Mary thấy một con quái vật không màu. Con quái vật ở ngay đó. Và di chuyển rất là ảo ma. Tay vòng vòng, chân đá đá. Tôi muốn nói chuyện với con bé. Xem con bé đang như thế nào. Tôi muốn được nghe giọng con bé bây giờ thôi. Cái đấy không được nha cô Harper. Cô Harper đang có vài vấn đề mà chúng ta đang gặp phải. Nhưng mà các chỉ số cơ thể vẫn ổn mà. Con bé sẽ ổn thôi. Trả con lại cho tao. Ok. Mà cái chỗ này. Wow, có cái gối của hãng Yuki này. Cô tê vậy.
Ok ok. À, nhắc đến Hagioki, trời ơi, quên. Cái mũ Hagioki của mình. Mình đã chờ đợi đến cái giây phút này. Rồi rồi, đây. Quên, phải đeo nó vào, phải đội nó vào để mới chơi game nó ăn nó mới chuẩn được. Đúng bài. Ai đó. Ủa sao bung rồi? Bung rồi. Ok, kệ xác đi. Cứ đeo đi. Đội đi rồi. Hy vọng mình sẽ gặp Hagioki để cho nó thấy nó ở đây. Cái gì đây? Mình có một kiểu một cục pin à? À, đưa pin, đặt pin vào trong cái ổ để mà cung cấp điện. Phải có hai cục pin này, mình đưa cái tay xanh vào đây thì nó mới kích hoạt được mở cửa ấy ra. Ok, vậy là mình phải tìm một cái cục pin nữa ở trong trong cái khu này. Có thể là nó đang ở trong những cái cửa này chăng? Rồi, mở hết ra nào. Không có rồi. Đây. The Hour of Joy. Cái cô này. Ui. Mấy con rùi mũi bay tởm thế. Ở trong này ghê. Hơi ghê nhá. Vứt nó vào. Ok. Thôi. Ok, đập tay vào. Làm mình mở được cửa. Let's go. Thôi xong tôi rồi. Bấm nút này. Đây là con voi ở trong cái bọn Smiling Critters. Những con thú tươi cười. Tôi chết tôi rồi. Bấm vào đây là tôi thấy sai lắm này. Bubba Fan. Ok. Hey, tôi nhớ mày nha. Voi lúc nào cũng nhớ. Muốn biết tao nhớ gì về mày không? À, mày nhớ cái gì vậy? Mày nhớ cái quần què gì vậy? Mày nhớ cái gì vậy? Ủa? Gì đấy? Điện thoại á? Ủa là sao? Ê, sao để nghe điện thoại? What? Mày phải làm gì để nghe điện thoại? Ui, có máu chảy ở đây này. Cảnh báo. Ok, đây. Rồi, cái này thì mình quen thuộc rồi. Mình phải dẫn nguồn điện từ cái này. Ủa? À đây, lấy điện ở đây, có vào tay phải. Sao mình truyền qua đây? Đó, thì mới mở được cửa. Oh, phải đi nhanh, phải làm nhanh. Chứ không được để chậm. Nhanh. Ok. Rồi, bây giờ cho pin vào đây nữa. Pin. Rồi cái điện thoại kia làm sao để nghe điện thoại ấy? Sao không có nghe điện thoại nhở? Khó chịu nhở? À đây, điện thoại đây. Mày nghe tao không? Mày bị lạc ở đường à? Tao không muốn mày chết, nên tao sẽ giúp mày. Xem nè. Nhìn cái ống ở... cảm ơn nhá. Tự dưng cho mình cục pin, hay quá ta. Rồi, mở cửa nào. Vào đây, rồi. Mở cửa ra cho anh năng vào nha. Đây chính là con tàu. Con tàu cuối chương 2, mình đã là bị đâm. Tao biết là mày tức vì Poppy không cho mày thoát ra. Nhưng Poppy cần mày. Chúng tao cần mày. Mày là nhiệm vụ của bọn tao. Cùng nhau chúng ta có thể cứu được rất nhiều người, bao gồm cả mày. Trung tâm Playcare ở phía trước. Nó là nhà của Catnap. Một trong những con thú vật tươi cười. Có 8 con. Trời ơi. Ok, bây giờ chỉ còn có một Catnap thôi. Playcare là nhà thờ của nó. Khu vực săn bắn của chúng nó. Cái gì đây? Tí Google. Rồi, Oli, ok, rồi. Ok, chúng ta có được nói chuyện với một đứa. Có thể một đứa nhóc thì là Oli. Rồi, và cuối cùng thì chặng đường vất vả mình đi nãy giờ để dẫn được mình về chính cái đường ray. Mà đáng ra nó là cái để dẫn mình thoát ra khỏi cái nhà máy đồ chơi này. Nhưng không, mình phải quay trở lại để mà lại tiếp tục với những cái cơn ác mộng. Đây chính là Kissy Missy, đúng không? Màu hồng này chắc chắn rồi. Và mình sẽ phải đi vào đi vào đường nào đây? Đây, chờ cái cửa này.
không mở được cái cửa này ra rồi. Không nhảy qua được à? Cửa này được không? Ồ, phòng bảo vệ mở được. Ok. Trong phòng bảo vệ này chúng ta sẽ có, ok, camera an ninh đã không còn hoạt động nữa rồi. Mở cửa này ra. Let's go. Rồi, cửa này vào đường này, cửa này vào đường này. Yes. Xoay cái cần gạt và điều khiển định hướng cái tia sáng. Đâu, từ mình phải nhìn thế nào. Chiếu tia sáng vào ổ điện khi chạm vào nguồn điện và bắn. Ok, khá là phức tạp đây. Chưa hiểu cái hướng dẫn lắm, nhưng mà sẽ thử đi. What the hell? Hay vậy? Hay vậy? Oh, cái này là sẽ quay tay à? Thú vị nhờ. Ok, lấy nguồn điện này. Sau đó là mình sẽ bắn vào đây. Là nó sẽ chiếu laser. À. Ủa nhưng mà rồi thì sao nữa? À, mình xoay được. Ok. Mình phải xoay nó vào cái nguồn này. Rồi. À, bây giờ mình sẽ dẫn điện. Truyền năng lượng vào đây. Được chưa? Ủa? Là điện đó. Từ từ, đang hơi khó hiểu một tí. Ờ, tay mình vào nè. Rồi. Vậy thì vào đây. À, cái tia sáng là để nó định hướng cho mình là xoay đến tới chừng nào là nó sẽ là cái tay mình sẽ bắn vào đó. Ok. Rồi, mở đấy cửa ra. Rồi, chúng ta đã vào được bên không, chưa vào được bên trong, chỉ là mở được, kích hoạt được hệ thống điện thôi để mình có thể đi vào. Ok, mình đi vào bằng cửa bên phải. Nhìn thế giới thông qua con mắt của một đứa trẻ. Thì đấy, tàu tốc hành Elliot. Ok, mommy long leg, huggy huggy. Ok, khá là cu tệ rồi. Chúng ta gặp con thứ hai. Kicking chicken. Con kia là búp ba Blaffin gì đấy. Muốn đi ra ngoài chơi không? Trông khá là vui ở ngoài đấy. Tao chưa bao giờ ra ngoài. Đi chơi với tao không? Tao sợ quá. Đi theo tao nè. Tao sẽ bước ra ngoài trước nha. Vâng, và đó là lý do tại sao mình muốn ở nhà. Mình muốn ở trong bốn bức tường này chơi game chứ không muốn ra ngoài đường. Bởi vì ra ngoài sẽ giống như con gà này. Quá khổ thật. Ok. Rồi. À, chúng ta có một cái cần gạt. Joy. Let's go. Ok. Kéo xuống. Rồi, nó sẽ mở được cái cửa ra đúng không? Ủa? À, là phải cả cái này nữa. Hai cái cùng lúc. Đó. Thì nó mới mở được cái khoang tàu cho mình. Ok. Let's go. Ủa cái gì ấy? Sao lại crash game rồi? Ủa game nặng quá à? Vãi cả trường ạ. Vào lại nào. Hy vọng lần này là nó sẽ ổn, nó sẽ không bị giật lag nữa. Ok. Đã tải được game. Rất tuyệt vời. Và Hello. Xin chào. My name is Elliot Ludwig. Elliot Ludwig. Nhìn xung quanh thế giới. Ủa, cái này nó đi thẳng xuống dưới lòng đất à? Một thứ gì mà cần thêm nữa? Tôi hỏi xung quanh. Tiền. Chả bao giờ đủ tiền cả. Hiểu mà. Niềm tin. Con người giờ mất niềm tin rồi. Mỗi câu trả lời đều khác nhau. Và tôi có thể thấy rằng là mỗi câu trả lời đều có một chút sự thật. Nhưng tôi nghĩ tất cả đều thiếu một điều gì đó. Một thứ gì đó rất đơn giản. Biết đấy, không có một ai có thể nở một nụ cười. Vậy thôi hả? Look at your surroundings. Một nụ cười là hy vọng, là niềm vui, là sự thấu hiểu. Và không có gì nặng ở trong tâm hồn tôi bằng lý do cho một cố gắng cho một đứa trẻ cười. Là tia sáng thắp lên hy vọng gì đấy. Chúng ta có thể tạo nên được một thế giới tốt đẹp hơn.
Một nơi mà trẻ em không phải lo lắng, trẻ em được bảo vệ. Sau tất cả công ty này và những đồ chơi của công ty này không là gì nếu không có trẻ em. Trẻ em xứng đáng được cười, xứng đáng được yêu. Ai? Mình xuống đâu này? Và trẻ em xứng đáng được một ngôi nhà an toàn. Ok. Oh. Wow. Playcare được giới thiệu. Đây chính là trại trẻ mồ côi của cái nhà máy xuất đồ chơi Playtime. Wow. Một hệ sinh thái nằm dưới tầng hầm, dưới hầm. Và tất cả đều cho làm cho đảm bảo là trẻ em được nở nụ cười. Có giáo viên, có bố mẹ. Playcare sẽ đem lại niềm vui, cảm hứng và nụ cười cho tất cả ai đi vào trong, bước qua cánh cửa này. Không chắc đâu nha. Bởi vì ý nghĩa cuộc đời là gì nếu không phải là những nụ cười. Yeah. Khá chắc rằng là tí nữa mình chơi game mình sẽ không cười được lâu đâu. Mình sẽ la hết. Rồi, điện thoại ở đâu nữa? Ủa? Ok, Oli này. Chỗ này xịn nhỉ? Trẻ con đã từng ở đây, bây giờ nhìn đi. Tan hoang à? Thấy bức tượng ở giữa phòng không? Đi thang xuống dưới. Có một căn phòng rất cool. Có các cái nguồn năng lượng của cả cái playcare. Ta có thể cho mày chìa khóa ở dưới đó. Đi vào đây đúng không? Ok, mình muốn bấm vào đây. Hoppy Hoscope. Ok, con thỏ à? Muốn nhảy ở trên mặt trăng với tao không? Muốn nhảy lên mặt trăng không? Ok, con là con Crafty Con. À, là con Kỳ Lân. Để giúp tao vẽ được không? Ok. Con này là con... À, con voi. Ok, mày nhớ tao mà tao không nhớ mày đâu. Ui, bức tượng... Ui, bức tượng này bị kéo đổ này. Cắm đầu xuống đất luôn. Rồi, con này là con gà. Đây là con gấu. Bobby Bear Hug. Ok. Muốn biết tao yêu mày đến cỡ nào không? Thôi được rồi, tí nữa khá chắc là con này nó sẽ đuổi mình này. Một cái con mà mẹ muốn ôm mình là biết là nó muốn đuổi mình rồi đó. Ok, con chó này tên là Dog đây. Ok. Và con này là con lợn Piggy. Ây da, nhiều con quá. Hơi khó nhớ nha. Rồi, ok. Như vậy là tổng hợp tất cả con rồi. Và xuống đây thôi. Khu vực bị cấm xuống. Ok, cấm xuống là một chuyện mà ta cứ xuống là chuyện của tao chứ. Ồ, đây là những cái nguồn năng lượng à? Kiểu cung cấp hết điện năng cho cả khu vực à? Ồ, có một cái... Ui, rất nhiều thứ ở đây. Mở cái này không? Mở được cái cửa này ra. Trong này có một chiếc chìa khóa. Ồ! Và mình đã lấy nó. Ok. Mày có chìa khóa rồi đúng không? Bây giờ mình đang tự hỏi bản thân là chìa khóa này nhét vào đâu? Đi ra ngoài đi. Sẽ thấy một cái cửa ở bên trái cái cabin cáp treo mà mày đi đến đây. Cái cửa bên trái cabin cáp treo à? Đấy, cáp treo mình đi đâu đây? Wow, bản đồ. Chúng ta có bản đồ của cái khu playcare này. Mình đang ở đây. Ở đây này. Và lối vào là ở... Lối vào mình nên đi lối vào ở đâu ta? Ủa? Joy the Hour, a playhouse. Ok, khu nhà vui chơi. Khu gọi là khu văn phòng, bán đồ chơi, nhà ở và trường học. Ui, đúng là một khu đúng kiểu rất là lý tưởng cho tụi nhỏ đúng không? Nhưng mà không các bạn ạ, rất là không rồi. Rồi, Hucky Wucky này, Mommy Long Leg này. À, có sâu. Có sâu ở phần 2 đúng không? Trời ơi, không nhớ tên nó là gì nữa. Được rồi, để mình đi lên lại xem nào đâu. Cái đây cáp treo này. Rồi, từ, có một cái cửa, nó nói là ở cửa ở bên trái cái này, bên trái khu này, tức là ở bên khoảng này à? Đấy hả? Chúng ta có nước nôi, ui. Wow, không xuống được. Thì mình không xuống thế này đi đạp vịt lắm nha. Ủa, cho lên coi. Ủa, cho lên coi. À đây, có thang lên, trời ơi. Chắc là mình sẽ vào cái tòa văn phòng này. Theo mình đoán là như vậy.
Thử đi ha. Không phải. À, nó là Gas Production, là khu khu làm ra khí ga hả? Ủa là đi ở đâu nhỉ? Hay ý nó là cái cửa phía sau nhỉ? Cửa này. Không mở được. Bên trái cái chỗ à, kia. Thằng sáng này, đó. Ồ. Đúng rồi. Trong cái phần này có gì đây? Ồ, đường. Phải tải game mà. Chắc là sẽ có cái gì đó mới mẻ ở đây. Nó phải tải game đây này. Rồi, đã tải xong. Đi cẩn thận nhé. Lúc nào cũng phải để ý xung quanh. Ngã là bay màu đấy. Đừng quên mặt nạ nhé. Á đồ. Á đồ. Chào mừng đến khu làm ga. Trái tim của cả hệ thống độc ác của Playke. Những cái khí ga mà thấy đến từ máy móc, đến từ đây là khí khói đỏ. Bây giờ nó đang hướng về phía bên phải. Cần phải đưa khói về bên trái. Đó là cách chúng ta có thể tới được với nó. Máy sẽ có một số cái hệ thống bảo vệ mà cần phải vượt qua. Nhưng mà tao nghĩ là mày làm được. Tao sẽ gọi cho mày sau khi mà mày xong. Không có điện năng. Không có điện, vậy là mình không làm được rồi. Ok. Rồi, vậy bây giờ tiếp tục là giải đố này. Làm sao để mà chuyển được cái khói đỏ này nó qua bên ống bên trái. Ok, thú vị đấy. Mình phải gắn pin vào đây để mà kích hoạt được cái ổ điện ở chỗ này. Rồi, như vậy là nhiệm vụ đầu tiên là phải tìm được cục pin. Rồi. Oh, đây rồi. Con cắt nắp. Cái standy của nó, để mình nghe nó gì nào. Nó không thèm nói gì luôn các bạn ạ. Nó không thèm nói một câu nào luôn. Đây, chúng ta có cục pin. Rồi, có lẽ mình sẽ khám phá khu này sau. Mình muốn ra lắp pin vào kia trước đã. Khá là thú vị đây. Rồi, mở được cửa. Ở trong này chúng ta sẽ có cái gì? Chúng ta sẽ có trong này đó chính là tivi bị hỏng. À, lại một cái đầu để băng nữa. Cuộn băng đây. Cuộn băng Grabpack 2.0. Chúng ta sẽ có nâng cấp cái bộ tay này à? Ui. Grabpack 2.0 bản thử nghiệm hoạt động được. Kéo dài được tay ra hơn. Wow. Bám đổi tay sẽ dễ hơn. Ủa sao lại phải đổi tay à? Sao phải đổi tay? Bản thử này có cả hệ thống phản lực để bay à? Wow, để mà rơi xuống là sẽ không bị đau đúng không? Nhưng cẩn thận chỗ mà bạn rơi xuống đấy, không là ok rơi xuống cái hầm cái trông gai kia là chết là đúng rồi. Không phải cái nào đất nào cũng an toàn để chạm vào đâu. Cảm ơn. Sử dụng Grabpack 2.0. Cẩn thận nhá. Đâu. Ở đây hả? Wow! Chúng mình đã có sở hữu Grabpack 2.0 và let's go! Mình đã có tay điện à? Và nó là gì? Nó là tay đèn pin. À không, okay, cái đèn pin sẵn mà. Ủa thế tay này nó có tác dụng gì ta? Chưa hiểu tay này nó khác biệt gì nhá. Ôi, nó có hiệu ứng ảo nhỉ? Thấy không? Hiệu ứng ảo nhỉ? Đổi tay này. Là vẫn ok, cũng ảo à? Rồi. Rồi, vậy thì tay này sẽ làm được cái gì? Tay này sẽ bật vào đây à? Wow! Bật vào đây là mình sẽ nhảy lên được. Hay, cơ chế này hay đấy. Rồi, lên đây rồi, chúng ta sẽ có có vẻ chúng ta sẽ phải parkour này. Có những cái điểm bật nhảy khá là thú vị đây. Parkour. Ok. Woo, let's go. Rồi, qua thành công. Tiếp tục này. Wow.
một cái hồ máu à. Hơi tởm nha. Rồi sao để qua kia đây? Có phải như là mình sẽ phải nắm vào đây à? Yeah. Mặc dù làm sao để nhảy lên thì họ không nói. Làm sao để nhảy lên thì họ lại không nói cho mình biết. À, là kéo nó xuống. Xong bây giờ là mình mới như này. Là mình bật nhảy hả? Chưa hiểu lắm làm sao để mình có thể kéo được cái... Chả lẽ là phải làm pha ảo ma. Thử nhá. Oh, chết luôn. Nhưng có vẻ là hơi ảo ma. Mình không kéo cái này nó lùi về mình được. Này, báo vào này. Đẩy lên này. Lù... Không kéo cái tay trái được. Chắc có khi là mình phải nhảy đây này. Để mình có thể kéo được, đứng ở đây kéo cái này qua được. Thử nhá. Ok, được này. Và kéo được. Oh. Ok, và sau đó mình sẽ lại xuống lại. Rồi mình bật nhảy qua. À, thiếu một xíu thôi. Cay thế nhở. Rồi, xa xa một xíu. Đó, nhảy xuống này. Trong bắt đầu là mình sẽ nhảy qua bên Ok, con dê. Qua được thành công rồi. Nhưng mà lại không thể nào vào trong cái chỗ này được. Ủa? À đây. Kéo về đây. Sau đó mới dùng cái này bật nhảy. Để mình nhảy qua. Wow. Chứ mình nhảy lên tít qua trần nhà luôn chứ. Rồi ok. Qua được thành công rồi. Tiếp tục đến chỗ này. Lại là một cái nữa để mình ẩn này. À, một cái để mình ẩn à. Ok. Là mình phải chiếu vào đâu đây? Chỉ có chiếu vào đó thôi. Cứ qua bên kia xem nào. Ok. Nguồn điện là ở trong đó. Và đây nữa. Vậy thì bây giờ từ từ xem nào. Đây, cái này vào đây này. Cái này là phải ở đó này. Khi mình bắn tay này, nó sẽ chạm vào đó. Rồi. Nhưng tay phải của mình phải chạm vào nguồn điện. Nhưng cái vấn đề ở đây là đang không có cái nguồn điện nào hết. Nguồn điện này thì nó lại bị khóa. Không, cái này cũng thế à. Cũng chọt vào tường. Phải có một cái. Oh, wait. Có một cái con đường như vậy sao? À, nhưng mà có vẻ là mình phải dùng tay phải thì nó mới xa hơn. Rồi, cái tay trái phải dính vào nguồn điện. Rồi, ok, có cái đường combo rồi này. Đường này là chuẩn rồi này. Nhưng bây giờ làm sao để mà mình tìm được đường cái tay trái vào nguồn điện á? Đó mới là cái vấn đề. Có một cái lỗ ở trên này. Vậy thì rồi. Let's go. Và cái con đường nguồn điện đây nó sẽ mở cái cửa ấy ra. Đúng không? Đúng luôn. Mở lấy cửa này. Và mình lại. Ủa? À như vậy bây giờ lại một lần nữa, mình sẽ phải kích cái nguồn điện ở đây. Và làm sao đó để cho cái tay này nó, nó bắn qua bên đấy. Đúng không? À lại phải thì lại phải xoay lại thôi. Xoay lại. Này đó. Chuẩn bài nè. Rồi cái này lên lại nè. Vào đây. Sau đó bắn vào đây. Ê? À đâu? Cửa mở rồi mà. Ủa? Cửa mở rồi. À đâu? Đâu mở đâu? Có quần què gì vậy? Chắc chắn là vẫn phải có một phát nữa. Rồi. À, giờ phải xoay ngược lại. Là bây giờ là phải tay mình phải đi vào đây à? Để nó bắn qua bên đó. Vậy thì mình sẽ phải là như này. Truyền điện vào đây. Sau đó là mình bắn như này. Let's go. Nó chơi kiểu đó à. Rồi, không tín hiệu. Nhưng cái cửa này sẽ được mở ra. Ok. Thoát ra ngoài này này. Và mình cấp lại được điện cho cái hệ thống nhà khói. Bấm thôi. Khởi động lại.
Rồi rồi, kích hoạt đi. 98 độ C. Những ok. Online. Rồi, khói đã chuyển qua giữa. What the hell? Thêm phát nữa là qua bên trái rồi. Rồi, điện nó mất ở đây này. Điện nó mất ở chỗ này à? Rồi. Nghe máy nào. Có ai đó đã phá hoại nguồn điện. Cho mày chìa khóa lại nhá. Ở dưới cái bức tượng. Đến hôm sweet home, khi vào trong thì hãy kích hoạt cái hệ thống nguồn cấp điện dự phòng. À đủ. Là bây giờ là ở dưới cái bức tượng à? Dưới cái bức tượng là ở đâu? Là ở ngoài hả? Thật luôn, ở ngoài á? Nào ra ngoài nào. Đó. Ui. Hoa nó cắt điện một cái bên ngoài nó tối mòm luôn. Rồi. Và bây giờ nhiệm vụ của mình là phải tìm được cái bức tượng mà nó nói tới. Bức tượng đó là sẽ có cái chìa khóa ở dưới cái bức tượng. Em mà thấy quá là thằng Oli này nó có thể đưa cho nó có thể đưa được cái chìa khóa ra đây được nhỉ? Ý là nó ở đâu mà làm chuyện đó? Đúng không? Rồi bức tượng ở đâu? Lại lừa. Home sweet home. Nó sẽ nằm ở từ để mình ra mình nhìn lại cái bản đồ cái. Home sweet home là sẽ nằm ở phía trước. À đây, cái này là cái khu vui chơi này. Đây. Home sweet home là ở phía xa xa. Là ở phía tầm đây à? Vâng, nhìn không hề giống home sweet home một tẹo nào luôn đấy các bạn ơi. Rồi, và mở nó ra. Let's go. Chúng ta sẽ vào trong căn nhà mà tại đây rất nhiều trẻ em đã từng sinh sống và đã từng có những cái vụ là kinh hoàng xảy ra. Loading, tải game. Yes sir. Rồi. Vào nào. Mở cửa ra. Tôi thấy có vấn đề nha. Tôi thấy có cái khói này là tới vấn đề rồi. Ê, có mặt nạ không ạ? Có mặt nạ dưỡng khí không ạ? Mặt nạ phòng độc chứ thế này là chết. À không, mình tưởng mình chết rồi. Không sao, vẫn đi được nha. Có vẻ như là mình vẫn cảm thấy. Ok, mặt của Hucky Wucky. Mình có thể mình sống được ở trong cái không khí cái khói đỏ này. Và chỉ có vậy thôi sao? Mình cứ tưởng rằng là nó sẽ phải là có một cái hiệu ứng gì ghê gớm lắm, kiểu mình sẽ bị hoang tưởng hay là bị choáng hay là giống như ở trong cái phim hoạt hình á, là mình sẽ cười cười loạn xì ngậu lên. Trời ơi. Một cái dãy hành lang mà dài miên man như này, mình sẽ không ngạc nhiên nếu mà có cái gì đó xuất hiện trước mặt mình và nó nhảy ra và nó hù mình đâu nha. Mình không ngạc nhiên đâu, nhưng có vẻ là không có rồi. Có chữ gì đây? Happy and fun was it love. Hạnh phúc và vui vẻ. Cái gì đây nè? Là tình yêu cái quần què gì đó. Và có hai đường, rẽ trái rẽ phải. Mình sẽ chọn rẽ trái đi. Rẽ trái để xem có cái gì không. Rồi khủng lắm thì quay về rẽ phải. Vấn đề gì đâu. Tin buồn sáng nay 9:45. Các nhà chức trách báo rằng có một biến mất của một cậu bé ở đất của cái ông gì đó. Cái ông ở đâu đó. Cái ông chủ của cái nhà máy Playtime. Ok, chưa xác định được danh tính của cậu bé. Tìm thấy ở trên cái phòng ngủ ở trên tầng. Có một cái gì đấy mình không kịp đọc rồi. Nội tạng như là xương. Báo cáo là mất khỏi cơ thể của cậu bé. Ôi giời ơi. Vai trưởng ạ. Cậu bé ấy bay màu bởi vì rút xương, rút nội tạng ra. Hay à. Hồi ghê nha. Ôi. Mình thấy có những vết cào cấu. Những vết móng ở trên sàn. Ui. Playtime, công ty Playtime được hỏi về được thông tin ý kiến gì về phần này không? Nó thật là bệnh hoạn. Ông Elliot Ludwig là một người vĩ đại. Và ai biết ông đấy sẽ biết rằng là ông ấy sẽ không có thể làm được những cái chuyện bạo lực như vậy đâu. Ông ấy có một tình yêu thương rất lớn với trẻ em.
là hành động hành của cái người mà đổ tội cho ông này là càng bệnh hoạn hơn nữa. Chúng tôi đang tìm cách để mà làm trong sạch được tên tuổi của ông ý. Ê, tại sao cái câu là hãy đón chờ những tin tiếp theo nó lại creepy như vậy ta? Ok. Đèn màu vàng mà kia cái đèn màu xanh lá cây là không, đèn màu vàng hắt lên cái tường xanh lá cây thôi. Nào, cho tao nghe tiếp được bản tin gì đi. Điện thoại ở một cái phòng nào đó. Cứ đi để không à? Ê, mình đã không biết là mình đi đúng đường không nha. Có hai đường trái phải mà mình đi bựa. Thế quái nào mình đi sẽ được trái đúng luôn nhỉ? Rồi, điện thoại trong phòng này. Có một cậu. Mày cần phải chạy đi. Why? Có cái con gì đó ở ngoài cửa. Cần phải chạy đi hả? Con chắc không em? Chắc không? Chết mẹ rồi, thôi, quả này. Chuẩn bị. Chúng ta tiến tới những cái jump scare đầu tiên trong trò chơi à? Đâu, thử thế nào? Thử làm một phát đi cho nó thú vị nào. Mà chạy đâu? Vấn đề là kêu tao chạy mà tao chạy đi đâu? Ủa, sao giờ kẹt đường rồi? Ê, tự dưng bây giờ mình mắc kẹt ở trong này luôn rồi. Hết mía. Hay có khi là quả này có khi dính ảo thuật của Itachi rồi. Vĩnh viễn mắc kẹt trong cái khu này à? Ủa, ảo ma nhở, nãy còn đi được. Giờ thì mất tay, mất chân. Không còn cái bộ kia nữa. Và cũng không biết phải đi đâu. Ồ! Ủa? Hóa ra đi thôi hả? Ok, rất nhiều cái thông tin mà người ta vẫn nghi ngờ về cái ông đó, ông Ludwig. Hàng xóm của Ludwig cho rằng ông ấy thường về nhà vào những cái giờ rất lạ vào buổi đêm và đi trước khi mà mặt trời mọc. Một số tin, một số nghĩ rằng là ông ấy đang bị ốm. Đừng cử động. Cố gắng giữ Elliot. Và một chiến pháp lý nữa sẽ còn tiếp diễn. Ê, nhưng mà nó kêu mình không di chuyển là sao ta? Không. Tao không tin. Tao sẽ di chuyển. Tao sẽ đi tiếp. Đứng lại ở đây là bay màu rồi. Ok. Chúng ta thấy có một mấy cái vết móng. Wow. Ê bro. Nhạc nhẽo gì ghê vậy. Ui, như cái đường này á là mình đi theo kiểu đường nào cũng ok á. Mình sẽ trái hay sẽ phải nó cũng sẽ về đường đó mà thôi. Mình cảm nhận được chuyện đó các bạn ạ. Là mình đi hướng nào cũng vậy hết á. Wow. Không biết ai hết. Đây. Nowhere is more than the mind. Không ở đâu mà ám ảnh hơn là tâm trí. Wow. Deep quotes. Không hiểu sao mấy đứa nhỏ trong này mà nó có thể nghĩ được những câu đấy nhỉ. Rồi xong, tôi đi thẳng phía trước không nhìn cái gì luôn, trời ơi. Nào. Nó ám ảnh bạn. Rồi tiếng radio này đừng bảo nó lại là tiếng tu ngược nha. Giống như kiểu Skibidi Toilet á. Là hay cái kiểu tiếng ngược ngược để mà gọi là cho chúng ta giải đáp không? Đấy. Ủa? À, đây. Ê! Wow! Mình đi vòng tròn và nó mở ra đường mới. Cái game này ảo nha. Quá cái game. Dậy đi. Đứng dậy đi. Đứng dậy đi. Tao đang đi nè. Tao đâu nằm đâu mà đứng dậy. Rồi các bạn ạ, mát. Kiểu nó càng ngày nó càng dẫn tới một cái khúc nào đấy chuẩn bị tới đó. Mình thấy là sắp tới lắm rồi đó. Thôi, qua bên trái đi. Thấy sắp tới rồi này. Nào, chuẩn bị này. Nó đang đợi mình một chỉ cần một xíu nữa thôi là sẽ có một cái pha jump scare. Nào mày jump scare tao đi. Tao sẵn sàng rồi. Không, tao sẵn sàng.
nghe thấy những tiếng hét của trẻ em. Tao chưa sẵn sàng, tao chưa sẵn sàng cho pha jump scare. Ủa là rồi, đi hết nhà rồi. Ủa mình cứ tưởng là có jump scare trong đó. Hạnh phúc và vui vẻ, không hiểu câu này lắm nha. Rồi tay mình đâu, tay chân mình đâu không thấy. Rồi làm sao để lấy cái băng? Cái băng ở đâu? Haki Wuki. Chào mừng nhân viên và chào mừng đến với ngày đầu tiên ở Playtime. Và tôi đảm bảo rằng là ngày nói chung là vô vui vẻ, ok. Thoải mái đi dạo quanh nhá. Bạn có thể ăn trưa là nói chuyện với trẻ em, tham gia vào những người gì đấy, những người ok phức tạp quá, hoặc là hội đồng playcare để nghĩ ra ý tưởng gì đó cho tương lai. Bây giờ mỗi người đều có cái nhiệm vụ ở tương lai đó, nên là nếu mà mai mà trở lại mà buồn á, buồn về nơi bạn ở hay những gì bạn làm á, không lo, bởi vì có tư vấn ở đây để lắng nghe. Và mày mà quay lại nhiều năm sau, wow, Haki Wuki ơi, mày sẽ chìm vào bóng đêm, chờ đợi là những nỗi ám ảnh, những nỗi kinh hoàng đang đợi thèm khát sự trở lại của mày. Đợi chờ đến một lúc sẽ tìm được mày. Có thể nó sẽ cười với mày từ bóng đêm, mồm mở ra, toàn răng và thịt và nhựa, đang theo dõi và đợi một cách kiên nhẫn đến lúc bọn nó xô ra để chào mừng. Hoặc bọn nó sẽ không cho mày thời gian để biết được vị trí của mày ở thế giới này đâu, bởi vì thế giới này thuộc về bọn nó rồi. Chào mừng về nhà. Oh! Holy shit! Oh! Haki Wuki! Haki Wuki đã quay trở lại bằng việc chui ra từ TV. Wow! Ok, Haki Wuki. Và mình tỉnh dậy, có lại tay. Wow! Ok. Và đây, cái đầu của Haki Wuki bứt ra. À, rồi. Khởi đầu, đây là chỗ khởi đầu của mình nè. Và mình lại một lần nữa mở cánh cửa để đi vào đó. Không mở ra được, rồi chỉ có thể đi vào, tiếp tục đi vào trong căn nhà Home Sweet Home này thôi. Thế vậy tất cả những cái gì vừa xảy ra là gì? Wow. Xin chào Mommy Long Legs. Rồi, Mommy Long Legs không nói được cái từ gì luôn. Ok, nhưng mà ở chương trước thì Mommy Long Legs đã bị đi đưa vào trong máy nghiền và đã bay màu rồi, nhưng mình không sợ Mommy Long Legs sẽ xuất hiện ở đây nữa. Nhưng mà Haki Wuki có ở đây nha. Ủa, Daddy Long Legs à? Chết rồi, thế là bản này nghi lắm. Có khi Daddy Long Legs sẽ xuất hiện để báo thù cho Mommy Long Legs. Mình đang nghi ngờ chuyện đó đây. Ok rồi, rồi bây giờ từ nào, mình phải làm gì đây nào? Mình phải giải câu đố gì đây? Tay không luồn vào trong đó được, phải làm sao để mà mở được hai cái cửa này ra. Ô, có một cái mặt nạ đấy, bấm F để đeo mặt nạ. Wow, mặt nạ trong chúng ga, mặt nạ mà ở trong cái trailer đó. Và có vẻ như mình phải xuống đây và có khí ga bay ra rồi. Ý game nó bảo mình là đeo mặt nạ vào đi, nếu không đeo mặt nạ thì sao? Mình sẽ bay màu đúng không? Thử nhá. Đúng nha. Tim đập nhanh và có thể sẽ bay màu. Rồi, có cái gì đây? Cái xe đồ chơi gì đây? À, cái này mình sẽ có trailer này. Mình phải kéo cái này, kéo dây cót và thả nó ra. Hay. Ê, quên. Đã đeo mặt nạ. Rồi, không được rồi, đến thế này thôi. Vậy đâm nó thì mình được cái tác dụng gì nhỉ? Mở à, đây 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 à?
cái xe này có giúp được cho mình không? Oh, hóa ra trời ơi, nó có cái bệ ở đây để cái bục nhảy nè. Đó. Oh, ai nó giấu ghê thật. Chúng ta có phòng này là phòng giặt đồ này, giặt ủi này. Không mở được cái cửa này ra. Mở được, mình nhầm, mở được nha. Ok, bỏ mặt nạ nhìn cho rõ cái nào. Rồi phải có một cái gì đó ở đây chứ đúng không? Chắc là phải ở đây rồi. Có cái bàn tay ở đây để làm gì? À, mình kéo ra được. Kéo ra để mình có chỗ mình nhảy qua. Ok, hợp lý. Thế là mà sao bọn đó treo mấy con búp bê này ghê thế nhỉ? Con đồ chơi này đúng ghê luôn ạ má. Sợ vãi đạn luôn ạ. Con nào cũng bị bứt đầu, bứt bùm các thứ. Ờm thật. Rồi, mở cửa đấy ra. Wow, holy shit. Con cắt nắp kìa. Nó vào đây à? Oh my god. Chúng ta đã thấy được con cắt nắp cực kỳ gần luôn. Way. Rồi, cục pin. 0% điện. Rồi, cục pin này cứ cho vào đấy đã ha. Cần một cục pin nữa. Mở cửa ra được nè. Kissy Missy ơi. Hello. Sao lại ngồi đây? Hello. Kissy Missy. Wow. Không ngờ luôn ạ. Kissy Missy đang xem mình một tấm hình. Ê, đừng bảo là mình chọt con này là nó quay ra nó hù mình nhá. À không, Kissy Missy sẽ không làm gì cả. Wow. Hay vãi ạ, không thể tin được mình có thể gặp Kissy Missy ở đây. Hy vọng là ở trong cái chương này Kissy Missy sẽ lại một lần nữa xuất hiện để giúp đỡ mình như ở chương 2. À, tay mình đem vào kia. Tay mình phải đẩy vào kia. Nhưng mà làm sao để đẩy vào kia được thì họ lại không nói. Ủa, là mình cúi xuống mà. Mình có thể cúi xuống để mình đi vào đấy được mà đúng không? Đúng luôn. Đẩy tay vào đây là mình sẽ có một cánh cửa bí mật. Mở ra một căn phòng bí mật. Trong này có một cái tivi, một cuộn băng. Rồi, kiếm cuộn băng cái nào. Băng ở đâu? Băng nó sẽ gần ở đây thôi. Đây, nó nằm dưới này nè. Rồi, cuộn băng này là cuộn băng báo cáo 1322 hư không. Đâu thế nào. Subject is stable. Designated 1322. Đối tượng đang ổn định. Clear neural abnormalities were detected. Có những cái sự bất ổn được phát hiện. Chúng tôi đã đưa nó ra khỏi home sweet home. Đang gì với bạn tôi vậy? Sao mày ra khỏi giường? Mày đang ở đây kiểu gì? Kevin bị ốm ạ. Sao ông lại mang cậu ấy đi? Rồi, Kevin đang ốm lắm. Đang rất bệnh luôn. Nhưng chúng ta muốn giúp cho nó khỏe hơn. Và nó chỉ có thể khỏe hơn nếu chúng ta đưa nó đến cái nơi mà được chăm sóc đàng hoàng, cho nó nghỉ ngơi. Ông có nghĩ là Kevin sẽ ổn không? Ừ, tao nghĩ vậy. Bọn tao rất giỏi trên việc bọn tao làm mà. Chúng ta tập trung ở trường học đó, rồi ăn chơi nhảy múa nghỉ ngơi lúc mà cần. Giống như bây giờ này mày nên nghỉ này. Thôi nào, đi về giường đi. Joseph. Ồ, chúng ta biết được rất nhiều tên luôn. Joseph, Kevin vừa rồi. Cái con mà nó nói giúp đỡ mình từ đầu bây giờ là Oli. Khi mày gặp nó lần nữa, nó sẽ tốt hơn bao giờ hết. Đáng suy ngẫm đấy. Như vậy là mình... Thế là bây giờ mình lại phải đi ở một chỗ khác à? Có một chỗ nào nữa để mình có thể đi được ta? Thế là mình nhảy xuống ở đây xuống rồi đúng không nhỉ? Phải có một cái đường nào đó nhỉ? Đang không biết là phải đi lối nào, đi về đâu. Cứu với. Wow, cái này mới nha. Đấy là mình không thấy cái này nha.
Hình như lên được. Cái này để bám này. Nhưng mà nó có cái khói độc. Đúng rồi. Ok. Tại sao mày lại trở lại? Tao đâu muốn trở lại đâu. Tao muốn ra khỏi cái nhà máy này lâu lắm rồi. Ok. Có một tiếng chai lọ bị vỡ mà thôi kệ đi. Quan trọng là lấy cục pin. Rồi. Có pin là xuống đấy lắp pin vào. Rồi gối kissy missy, gối haki wuggy này. Ê từ đâu cho. Cứ mất. Đây. Rồi, đeo mặt nạ vào cái này. Nhảy xuống. Rồi đó. Rồi. Cái chỗ lắp pin đâu? Đây. Vào đi em. Kích hoạt năng lượng. Mở cửa ra cho anh năng vào nhà. Do cùng em hát và cùng chơi mua vòng. Yes sir. Mở đường 50% rồi. Và mình lên lại. Lên lại tầng trên à? Lại là một cái xe nữa. Ok. Nào. Vít ga. Phóng đi em. Tuyệt vời. Vâng, không hiểu tại sao là trong cái khu này có cái đi cái nào là mệt nha. Ồ. Cho cái tính chân gì ta. Rồi. Con này con lợn này. Piggy. Ăn thôi nào. Ăn thịt bò hả? Ngon lắm. Gà nướng á? Ok. Voi hả? Ngon. Kỳ lân hả? Ê, toàn là bạn mày không á? Vẫn đói. Này. Ý sao tao với mày là bạn? Ê, mày định làm bạn với tao để mày ăn tao đúng không? Không có đâu nha mày. Mày khôn lắm, khôn thế, bao giờ mới chết? Rồi, lưu game là tôi thấy có vấn đề rồi. Nguồn điện ở đây. Lại cuộn băng nữa, trời ơi. Tôi cần tìm một cuộn băng. Cuộn băng nào sẽ cho tôi biết chuyện gì xảy ra ở đây nào. Cuộn băng ở đâu á? Tụi mày xem tivi xong, tụi mày xem băng đĩa xong, chúng mày để vào đúng nơi đúng chỗ ấy coi. Ôi được rồi, từ từ đi, để tí nữa mình kiếm sau. Giờ phải đi giải câu đố rồi đó. Thôi được rồi. Bây giờ mình đi tắm một cái đã, sau đó quay trở lại chơi tiếp cho nó mượt mà nào. Thì bây giờ chơi nãy giờ nhìn cũng hơi bị chóng mặt trước đầu á. Không biết các bạn còn thấy giống mình không? Ê, tắm cái nhá. Rồi các bạn chơi tiếp này. I want to take a shower with him. No, I mean. Ơi, tắm cũng nhanh. Sang sáng hôm sau mới xong. Nhưng không sao cả. Chúng ta đã quay trở lại với tựa game đây rồi và mình bắt đầu lại từ cái trong căn phòng này. Mình đã chưa biết làm quần què gì. À, cái phòng mà có cái đầu băng này. Đó là mình chưa biết là mình tìm cái băng ở đâu. Đó, mình phải dẫn được một cái nguồn điện từ đâu đó vào đó nữa. Thì mình chưa biết. Đấy, vấn đề là như thế. Đây. Ủa? Lạ ta. Mình đã hơi quên mất là cái xanh này. Bây giờ làm sao để dẫn được điện với cái xanh này ta? Chứ không phải là... À, hình như là phải tay này à? À, đó. Rồi, tay màu xanh này, đấy. Đổi tay màu xanh mới mở được cửa này ra. Rồi. Và bên trong căn phòng này để mình xem có cái băng nào không. Hết thời gian là nó sẽ đóng lại. Ok. Trên này là có một cái nguồn điện nữa này. Mình đang muốn kiếm cái băng mà không thấy cái băng ở đâu. Hơi buồn nha. Cái gì vậy? Cửa này bị đóng à? Hơi giật mình nha. Wow, chúng ta có một cái con gì đó khổng lồ này. Có thỏ à, đúng không? Con bunny khổng lồ. Không phải đó luôn. Bám được vào cái ổ đó nhưng mà không có để dụng lấy điện. Đây. Rồi. Một cái là mở được cái cổng này ra. Rồi nó đóng vào luôn. Lại tiếp tục một cái nguồn ở đây thì có cái đường nhìn ra không? Vẫn nhìn ra được nha. Vẫn nhìn ra đây được để lấy nguồn điện được. Rồi. Cài vào đây, mở được cửa bên này. Rồi ok được rồi. Từ từ mình hơi vội. Mình nên xem hết chỗ này có cái gì không đã. Xem hết có cái thứ gì trong này không? Có vẻ như không có rồi. Ok, thôi được rồi. Lấy lại nguồn điện nào.
Rồi lấy nguồn này. Rồi ok, mở. Chạy qua. Rồi. Wow, đây. Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội. Căn quàng đỏ rực trong nắng vàng tươi. Hello. Ué. Con này nó đang xoay theo mình à? Ây à. Tôi thấy có vẻ là bất ổn rồi nha. Cả đạn nó xoay theo mình, mình không thể nhìn, mình không thể bám vào cái đít nó được. À, tức là nếu mà nó nhìn thấy mình là nó sẽ xoay theo mình. Vậy bây giờ phải làm cách nào đó để cho nó có một cái đường để cho nó không thể nào nó nhìn mình được. Đâu, không thể nào mà mình xem lưng nó được. Lưng của nó có một cái tụ điện gì đấy. Gì đây? Coming back was a mistake. Quay trở lại là một sai lầm. Mở cái kè được. Ok. Là mình phải đi đường đó. Rồi, hiểu rồi. Nhưng mà mình muốn khám phá nó một xíu. Xem trong cái phòng này còn cái gì không. Ôi, có rất nhiều đường luôn á. Nó thông quá, nó thông với nhau này. Đây nữa này, nó cũng thông với nhau này. À. Rồi, từ từ. Có lẽ là mình sẽ đi ở cái đường bên này trước đi. Muốn xem trong này có cái gì. Ui, nó là rơi xuống à. À. Ok, ở đây có một cái gì đây. Ồ, đây là phòng ăn à. Ờ, nhìn được đây thôi. Cứ đi cho ống thông hơi thế này. Không biết là mình đang có đi đúng đường không nữa. Mở cái này ra. À, xuống một căn phòng, một cái dây điện. Nhạc nổi lên thế này là có vẻ là mình đã đi đúng đường rồi. Cái dây dẫn tới cái bên kia. Là mình phải đi ngược lại đúng không. Mở được cửa. Oh my god. Trốn đi, cứu tôi với. Dây nó dẫn ra rất nhiều căn phòng đều có thể mở được. Hello Huggy, Huggy. Hello. Căn phòng rất cute nhưng mà không có cái quần què gì cả. Ok, một cái nguồn điện ở trong kia. Ê, thật sự luôn á. Đây. Mình sẽ phải gắn cái nguồn điện vào đây. Wow, nhưng mà thật sự luôn, thế với các bạn luôn á. Cái nhà này nó siêu to khổng lồ luôn ý. Trời ơi. Có quá nhiều thứ để cần mình phải giải quyết ở đây. Được rồi, từ từng cái một đi ha. Mở phòng này ra. Phòng này ra không có cái gì cả. Phòng này mở sẵn này. À, lắp pin vào đây. Ô, chỗ này là chỗ gắn nốt cái năng lượng còn lại này. Là sẽ cung cấp đủ năng lượng để cho kích hoạt lại cái hệ thống điện trong cái tòa nhà. Rồi, ok, lấy cái trước đi ra này. Để lâu quá là không thấy, không nhớ là cái ổ điện ở đâu rồi. À đây, ổ điện ngay ngoài này. Trời ơi. Rồi, nhớ rồi. Rồi, nào. Lấy điện nè. Truyền qua đây nè. Rồi, là mở được cái cửa này ra. Mở cửa này ra rồi thì lại có điện ở kia tiếp. Lấy nguồn. Và mình sẽ đánh vào kia. Ủa? À, đó là lấy nguồn ở đó mà. Nguồn điện ở đây. À. Từ. Mình thử xem phát nào. Nguồn ở đây liệu có thể đủ đây không? Một cái. Rồi. Và lấy nguồn ở đây nữa. À, đóng cửa rồi. À, kịp không? Kịp. À. Ui, nhưng mà không kịp cho cả hai. Rồi, như vậy có nghĩa là mình sẽ phải đi lên trên này trước. Chứ không phải là dùng hai nguồn điện để mà mình mở được cái cửa hai nguồn này. Rồi, ok. Đến đây đi ha. Đến trước đi ha. Ô, a đù. Là đường lên này. Trời ơi, hóa ra là vậy. Ủa. Ủa, đóng cửa mất tiêu rồi. Tức là hai cửa này đóng hết lại rồi. Thì mình chỉ còn cái đường là đây, vào trong ống thông hơi này. Đó. Đi vào trong cái ống này. Và đi luồn qua. What the hell. Rồi. Đưa vào đó kịp. Ủa. À, là đường thông từ trên xuống dưới. Oh, ok, là có một đường đó để cho mình có thể đi xuống lại. Rồi. Wow, cái này ok. Có vẻ là làm á. Rất là khá là hại não đây. Mình phải đi rất nhanh. Rồi. Đủ thời gian để làm mọi thứ. Đây. Và mình sẽ
truyền điện lấy pin từ trong lưng của nó. À, let's go. Có pin. Rồi. À, và khi có pin rồi. Đây, có cục pin đầu tiên. Nhét nó vào, let's go. Một cục pin đã xong. Mình cần thêm một cục pin nữa thôi. Và rồi coi như là đường ở trên đã xong rồi này. Giải quyết xong cái đường ở trên. Vậy thì chắc chắn rồi là vẫn phải là mở được cái đường ở bên này. Mở được cái này ra. Ồ, nhưng mà truyền điện ở đấy. Mình chỉ lấy được có một nguồn điện này thôi. Một nguồn điện sẽ giữ ở đây. Rồi ok, có nguồn này rồi. Lấy cái nguồn này. Ok. Nguồn này vẫn còn. Ok, chuẩn luôn, hai nguồn điện là để cấp vào đó để... Oh shit. Holy shit, what the hell. Ok, hơi giật mình nha mày. Wow. Rồi, và bây giờ ở đây giờ bấm vào. Chúng ta được ghi rõ Kimoki rồi. Ok. Mãi mãi ôm. Ôm đến khi mày phát nổ. Ok. Hắc yêu ký cu te. Rồi, và lại có một cái xe nữa. Chúng ta lại phải kéo nó để nó chạy. Đâm cái thùng ra. Let's go. Phá thùng cho mình có đường đi. Chuẩn rồi. Qua bên này nào. Ok, cháy xe luôn. Cháy như là lửa chùa luôn. Trốn đi. Một căn phòng. Ok, chỉ là một căn phòng mà thôi. Không có cái gì hết cả. Wow. Ok. Wow, lại là một căn phòng có khí độc. Khí đỏ đỏ. Mình phải đeo mặt nạ vào để xem. May quá, đội ơn mặt nạ. Đây, có cái ống thông hơi. Đi vào trong này. Có phải như là ống thông hơi này nó dẫn cái khí độc từ đâu đó ra đây. Không mở cái này được. Cái này thì mở được nè. Chỗ này hết chưa ta? Khí độc, ui nó lan, ui nó phun này, nó đầy cái phòng kia kìa. Cục pin thứ hai, let's go. Tuy nhiên là đường nào để đi ra? What the hell? Rất nhiều những con búp bê bị cắn xé ở đây. Rồi đường nào đi ra thì họ lại không nói. Không. Ê. Không đi vào đây được, đây là cái kính rồi. Hay là mình lại phải đi ngược về à? Không nghĩ được là mình không nghĩ là lấy cái cục pin này nó nhanh thế luôn á. Nó khá là đơn giản để mà lấy được cục pin. Rồi. Xong cục pin thứ hai. Đã đủ năng lượng và bấm nút kích hoạt. Let's go. Nào, chúng ta sẽ mở ra được. Đây rồi. Dây đã có dẫn điện và mở ra được. Mở ra cái nào? Ok. Ra được cái căn phòng, lại căn phòng ở dưới này. Có Daddy Long Legs và Mommy Long Legs ở bên này. Và nó dẫn điện mở được cái cửa này, cửa mặt trời. Ra được hệ thống điện gọi là điện phòng hộ, điện dự phòng. Và chắc chắn rồi. Tay trái vào đây. Kích hoạt hệ thống điện nào. Có ai được không ta? Rồi, mở được cái cửa này ra. Xuống dưới. Lại tiếp tục là câu đố xoay cái trụ này. Bấm E để dùng cái trụ này. Nhắm trụ vào cột điện và kéo cần. Đây là một cái tay. Ok, cái tay. Hay vãi. Nhắm luôn kìa. Bắt đầu. Rồi ok, xoay ở đây. Thử xem nào. Ủa trượt à? Ủa? Sao trượt được? Nó phải bắn vào cái này. Từ. Đây, nhắm vào đây này. Đó. Xong rồi là mình mới kéo này. Let's go. Và nó sẽ giữ mãi ở đó luôn. Để mở cái cửa ra cho mình. Thì mình qua bên này. Tiếp tục câu đố tiếp theo. Xem nào. Cái trụ điện. Cái nút. Mình cần tìm. Rồi. Chắc là nó sẽ dẫn ra bên này. Dẫn ra cái này này. Và cái này. Nó sẽ xoay để nó bắn lên. Bắn lên đâu ta?
Ủa? Cái này thì bán lên đâu? Không có thấy cái gì để cái này bán lên cả. Ồ, khá lạ nha. À, có một cái ổ điện bên kia. Đây này, ở bên này nè. Và cái cửa này nó đang chặn. À, nó chặn rồi. Bây giờ mình sẽ phải đây. À, phải bỏ đi đã. Đó, cửa này nó mới hạ xuống. Rồi, thì bây giờ mình mới có thể là tiếp tục sử dụng cái bên này được. Đó, ok, quay qua. Đấy, chọt vào ổ đấy này, ok. Cái này, chọt vào tay đó, ok. Và bây giờ cái này, mình sẽ bắn cho nó vào cái tay này. Ok, chuẩn. Rồi, lên trên cao nhìn cho nó đẹp nào. Đây. Gạt cân. Bắn quá. Đây, hiểu. Rô đi em. Rồi. Kéo cái này qua. Chặn nó lại. Rồi. Từ, dùng tay phải đi. Đó, tay trái đây. Gạt cân. Yes sir. Chặn được cái này lại rồi là cửa mở. Let's go. Hết giờ. Rồi, qua được rồi. Woo. Chúng ta có cái gì bên này đây? Có những cái ống. Không hiểu để làm cái quần què gì hết. Ok. Chỉ là khí thôi mà mình giật cả mình. Ê giờ trong cái trò này á, cái gì cũng khiến cho mình giật mình được các bạn ạ. Cứ bất ngờ cái là giật mình rồi. Rồi. Có vẻ như đây là chúng ta đang ở trong tầng ngầm gì đây nhỉ? Rồi. Save game mà thấy sai đó. Bấm nút. Nó nút thật cho cái thang máy. Ok, thang máy lên. Mở cửa ra cho anh Năng vào nhà. Là lại lên lại một cái. Là lại tầng trên. Quen ta. Cái chỗ con hắc ghi bị bay đầu này quen quá ta. Ui. Rồi sao lại lên đây nữa? Không mở được cửa này. Rồi như vậy đúng là chỉ có thể đi đường phía trước này thôi. Khá là lạ nha. Wow. Màn hình bắt đầu mờ sẽ bắt đầu tải game. Rồi là thấy có vấn đề ở đó. Vấn đề ở đây này. Một cái gì đó thú vị sẽ xảy ra ở đây. Chúng ta đi ra ngoài. Let's go. Yes. Oh shit. Hucky Wucky. Oh my god. No. Let go. Oh, Poppy. They didn't do anything wrong. Poppy đã cứu mình. We're actually here to help. Bọn ta ở đây để giúp đỡ. Oh. Hucky. This place makes her tense. Hucky bây giờ đã trở thành. Glad that Ollie could help you get this. Rất vui vì Ollie giúp mày được tới đây. Là lý do mà tại sao bọn ta tìm được mày. Hucky Wucky đã trở về phe chúng ta rồi. Không còn là quái vật nữa. Yes. But the train crash hurt us both. Tuyệt vời. Quá tuyệt vời luôn. Ok Hucky. You've been through so much. Đây em. Kissy Missy. Vâng, các bạn ạ, xin lỗi Hucky. Mày đi về. We'll be okay. Mày đi về chỗ cũ đi. Ngồi. Đấy, mày ngồi ở đó. Mày ra đó ngồi. Trời ơi. Quên mất ạ. Tất cả vẫn chỉ là Kissy Missy mà thôi. Kissy Missy mới là đứa giúp mình. Cái Hucky Wucky vẫn là con quỷ nha. Rồi, con này mở giúp mình mới cửa này. Poppy giúp mình mở cửa. Ok, có Poppy. Ôi, nhớ rồi. Bộ bê Poppy này mình mở được nó ở cuối chap 1. Và chap 2 nó giúp đỡ mình. Rồi, đi cùng Kissy Missy nào. Oh, hello Kissy Missy. Ê, nghe này, tao không phải là đối thủ, kẻ thù của mày. Nhưng mà tao có thể cho mày đi được. Nhưng chuyện xảy ra ở dưới này còn to lớn hơn chúng ta rất nhiều. Và tao cần mày để có thể báo thù những con quái vật này. Những con quái vật đã hành hạ chúng ta. Bọn chúng không hành động một mình. Chúng là đệ của con nguyên bản. Là con, ok. Là con vật mẫu thử à? Làm chứ. Ok. Ê à, đó cái gì Missy? Sao lười cái gì Missy? Nằm cái phè người ra à, cái gì Missy đúng cô tê luôn á. Rồi sao nữa? Sao đây? Buồn thế em? Buồn thế? Dậy đi chứ. Được rồi, đâu đi ra nào. Đừng bảo là tao ra xong rồi mày đi xuống nha. Đừng có nói hết nha. Đừng để tao lại một mình nha. Rồi, và bấm nút đúng không? Bấm thì bấm. Rồi. Wow. Hệ thống điện đã được cấp lại. Tất cả mọi thứ đã sáng trở lại. Ok, được chưa? Thỏa mãn chưa?
Rồi đi xuống. Prototype knows we're coming by now. You try to escape. Nguyên mẫu he'll kill you before biết chúng ta ở đây rồi. Mình mà trốn là nó giết trước khi là đến cửa. Nó là lý do mà tại sao mà tôi bị nhét trong cái hộp đấy quá lâu. Hộp của chương 1 đấy. Mày không biết là nó đã làm gì đâu. Để tao giúp mày tiêu diệt nó. Để tao giúp mày giúp đỡ cứu mọi người. Và tao đã thấy được khả năng của mày rồi. Mày đã giết Huggy, đã giết Mommy, giải cứu tao. Mày hoàn hảo cho chuyện này. Catnap đang tới. Nó là vật cản cuối cùng mà nguyên mẫu là đang đặt ra cho chúng ta. Oli sẽ gọi cho mày. Ui, tức có nghĩa là Catnap chưa phải là trùm cuối, mà là cái con The Prototype. Oh. Ê, đừng có đi. Đừng có đi, đừng bỏ tao lại một mình. Đừng. No. Thôi được rồi. Thôi được rồi, quay về với Oli vậy. Hey, it's me again. Rồi, lại là Oli nè. Có vẻ như là Poppy đã giải thích hết rồi đúng không? Và con nó đã bật lại hệ thống điện dự phòng rồi. Thế mà rất là đơn giản. Chúng ta phải khôi phục lại hệ thống điện năng lượng cho khu làm sắt ga. Bây giờ quay trở lại cái Home Sweet Home đi. Sẽ thấy một dây điện siêu to khổng lồ ở quanh cái porch. Cầm nó và nhét nó vào sau ở dưới cái bức tượng. What the hell? Vừa mới thoát ra khỏi cái Home Sweet Home rồi lại bắt tao lại vào lại nữa. À đây là cái dây điện này. Là mình phải kéo nó vào trong cái porch. Quấn quanh cái porch là cái nào ta? Bức tượng là cái nào? Bức tượng là cái này hả? Ủa bức tượng là cái nào ta? Thế nó sẽ có một cái ổ điện để cắm nhỉ? Ê. Vâng, cái dây này nó hơi dài rồi nha. Mình cuốn nó đi hơi nhiều rồi đó. Ô, có vẻ đúng này. Vào đây là thấy sếp Vinh này. Cái ổ cắm này, à là đây đúng không? Cắm ổ này à? Đúng đấy. Ô, đúng rồi. Và nó đã kích hoạt được 50%. Nhớ cái bộ phát không? Đó là cái bộ phát dự phòng. Và mỗi một tòa nhà đều có một cái dự phòng. Bây giờ mình đã vừa lấy cái năng lượng dự phòng của Home Sweet Home và đã đưa về đây. Chúng ta đi được một nửa đường rồi. Bây giờ đi đâu đây? Mọi nơi đều rất là nguy hiểm. Đặc biệt là cái playhouse. Nên tốt nhất là nên đi đến school. Rồi, mình đã được dẫn điện được cái Home Sweet Home. Catnap thường để cái nơi đó là không đến nơi đó. Gửi chìa khóa cho mày này. Rồi, tao vừa lấy chìa khóa rồi đó. Rồi, Home Sweet Home là xong rồi này. Sky Dome là không có gì này. Còn bây giờ mình phải đến school. Rồi, 50% rồi. Ok. Chúng ta có thể biết được rõ ràng là cái tiến trình của chúng ta đang chơi được tới mức độ nào rồi. Cái nào trông giống ngôi trường nhỉ? Ôi dồi, cái dây nó đi vào vòng vòng này. Trời ơi, mình lỡ dẫn hơi quá đà. Cái dây nó đi đúng vòng luôn. Ồ, thế cái school đâu? Thôi ở đây, Home Sweet Home đây. Thì school nó nằm bên phải. Đây, school là cái nhà này. Ok. Mở cửa. Yes sir. Chúng ta sẽ vào trong được trường học. Trường học của mấy cái đứa bé nó sẽ như thế nào đây? Nó sẽ tải game chắc chắn rồi. Đó, xem nào. Ok, tiếp tục nào. Mở cửa ra. Xem trong trường có cái quần què gì. Ok, nhanh nha. Bật cái bộ phát máy phát lên, chạy ra ngoài và kéo cái dây điện của trường vào trong cái máy phát. Cẩn thận trong này đi. Tao không nghĩ là tao kết nối với mày ở bên phía đó của cái dome đâu. Và mày không có một mình đâu. Có ai đó trong đó. Nó không phải là... Chắc ý là không phải là bạn đâu, đúng không? Rồi. Tức là mình phải thật nhanh ở trong cái ngôi trường này, đúng không? Không nên đi tìm kiếm quá nhiều. Ok. This is Mr. Light speaking. Please excuse the interruption. Miss Delight. Students. Học sinh, ngồi yên ở ghế cho đến khi nào mà chuông reo nha. Và không ai được đi ở hành lang. Rồi, tôi thấy là không ổn rồi đó. Thấy là có vẻ không ổn rồi đó. À, rồi, chúng ta có một cái nguồn điện ở đây. Đây là chắc là phòng nhạc này. Nguồn điện ở đây và chúng ta cứu với. Ok. À, dẫn qua bên này. Yes, sir. Ủa, nguồn đây à? Ủa, nguồn đâu ta?
À. Đây, đuổi vào cái này. Rồi, mở được cái cửa này ra. Thì có cái gì không? Không cột què gì hết, thôi đi qua đi. Cho nó nhanh. Người ta bảo đi nhanh mà đi, đi liền đi. Có Miss Delight, mình đã không biết Miss Delight ở đây là ai. Rồi, trong này có hai cục pin. À, đây chắc là chỗ phát điện nè. Rồi, muốn lấy được cái này thì phải có hai cục pin vào đây. Trong này là có một cục. Cục này thì hơi khó để mà mở vì không có cái đường quần què nào để vào cả. Thì quái nào mà sao nó giấu pin trong này được nhỉ? Áo ma Canada thật chứ. Wow. Ôi trời ơi. Có con gì đâu chạy qua đấy à? What the hell? Chốt tội mắt tệ. Chốt tội mắt tệ. Nhưng mà tên này thì ủa đi đâu nhỉ? Oh! Không ngờ là cục pin đầu tiên nó lại ở ngay đây, khá là gần. Cứ tưởng nó phải xa xôi cách trở lắm cơ, nhưng không, nó cũng gần các bạn ạ. Bụp. Rồi, sao để mở được cái này? À, nó có nguồn điện ở đây. Nó dẫn ra phòng ngoài kia, tức là mình phải kích hoạt một cái nguồn điện nào đó ở ngoài để khiến cho cái cửa này, cái cửa lồng này nó mở. Ờ đó. Nhưng mà là nguồn điện nào thì họ lại không nói. Đấy. Ấy có đường ống thông hơi đi xuống. À, đường này sẽ là đường để cho mình nhảy xuống đây để mình đi vào lại cái lồng này. Được, nó sẽ là cái đường thoát của mình. Thế thì vậy là mình phải đi lại về ra ngoài này à? Mỗi cái đường này thôi đó. Cái này có nguồn điện. Mình đã kích điện vào đây rồi. Khá là từ nhá. Ủa em, mình đi được. Mẹ, mình chui xuống được. Trời ơi. Đúng, chỉ có mỗi cái đường này thôi mà, thì đường nào khác nữa đâu. Wait. Đợi đã. Tao nhận ra mày. Yes. Ừ, tao nhớ mà. You used to work mày từng here. Làm việc ở đây. How are you? Sao mày có thể alive. Sống được nhỉ? Barb? Barb says you're looking Barb for nói rằng là mày đang tìm những người đồng nghiệp. Catnap like không muốn mày ở đây đâu. Mày nên đi. For your own safety. Cho sự an toàn của mày đó. Ok. Rồi, lại nguồn điện ở đây đúng không? À, thế là như vậy là chúng ta. Rồi. Như vậy cũng vẫn là phải lấy cái nguồn điện. Ui, xa vậy sao? Không nghĩ là nó lâu như vậy luôn ý. Không đủ lâu được. Hay à. Chuyển vào kia. Không được. Đường khác ở đâu đó để mình có thể đi được. Rồi lại là một lần nữa. Đây đó. Chúng ta có một đấy, có một cái ống thông hơi này. Đó. Tay để bám này, leo lên này. Đó. Chuẩn luôn. Rồi sao? À, là bên này. Ê, ôi. Ok, là bên này nè. Rồi. Chúng ta sẽ đi cho ông cái ống thông hơi này. Rồi, duyệt. Và từ đó mình sẽ nhảy xuống dưới. Xuống dưới. Đây. Đó là cục pin trong này. Và lại lên lại. Hóa ra là như thế này. Rồi, tạo được nguồn năng lượng ở đây. Lấy nguồn năng lượng đó. Và thật nhanh chóng. Bắn vào kia. Let's go. Mở được căn phòng này ra. Có một cái cuộn băng. Rồi. Ở cái trước là mình mất một cái cuộn băng đấy. Mình không nhớ cuộn băng là gì. Mình không nhét vào đây được. Cuộn băng. Mình muốn tìm cuộn băng. Băng màu vàng. Đây. Nó nằm ở góc bên này. Ok. Mình đã có cuộn băng màu vàng. Và để xem nào, chúng ta sẽ có cái gì đây. Where are the kids? Tụi nhóc đâu rồi? Please, làm ơn. Bọn trẻ đâu? Bọn chúng. Bọn chúng đang ở cùng một chỗ với những nhân viên à? Không. Are the children safe? Bọn trẻ con có được an toàn không? Yeah. Can I see them? Tôi được gặp bọn tụi nó không? No. Không.
Và đó chỉ thế thôi. Đó tất cả những gì mà ông ấy nói với tôi. Bắc Kỳ mà cười. Bởi vì ông ấy sẽ biết là ta sẽ giết tất cả. Ôi trời ơi. Ok. Ok. Không nhất thiết phải cười một cách man rợ như vậy đâu, bà Miss Delight. Bà cười thế tôi hiểu rồi. Ồ. Mình lên được một cái tờ nốt. Food hungry, đói quá. Ok. Ồ, khá là mới nha. Rồi, có một đường đi lên trên kia. Không có đường nào khác đâu. Chỉ có đường này thôi. Leo lên đây. Leo lên này, leo lên. Qua đây. Rồi, tiếp tục chui ống thông hơi tiếp. Ống thông hơi rất dài. Tưởng tượng đi, Haki Woki nó chui vào đây nó kiếm mình là thôi đó, là mình thua đó. Là khỏi khỏi chạy luôn đó. Wow! Bóng ai đó vụt ngang qua nơi đây. Not a good listener, are you? Mày nghe, mày không chịu nghe nhỉ? Mày cũng giống như những đứa khác, người khác thôi. Tao tự hỏi là tiếng hét của mày có giống như bọn nó không? À, là muốn tìm hiểu đây. Ok, ok, mở cửa ấy ra rồi. Chúng ta đã có cửa này rồi thì mình có thể lấy được cái nguồn điện. Nguồn điện ở đây. Đây, để gắn vào bên này để mở được cửa này ra. Và khi cửa này mở ra rồi thì chúng ta sẽ có đó là Miss Delight. À, là bà này. Hello, students. Chào học sinh, tìm những chị em của tôi và tìm hiểu, biết được những cái sự thật nào. Bấm nút để biết được thông tin về cơ thể con người à? Có 60.000 dặm mạch máu trong cơ thể con người không? Để so sánh nhá. Cái đường Equator gì nhỉ? Đường xích đạo à? Xích đạo của trái đất chỉ có 25.000 dặm thôi. Xương nhỏ nhất trong cơ thể là ở tai. À, là màng nhĩ à? Nếu mà mình mà phá hủy nó là sẽ có thể bị điếc luôn. Muốn nghe nhiều hơn về nội tạng con người không? Hãy để ý hơn trong lớp học nhé. Vâng, không hiểu cái lớp học quần què gì mà đi học về nội tạng ạ. Lớp học trẻ em mà. Học về nội tạng là sao? Rồi, save game. Ồ, lại cái phòng này khá quen nha. À, phòng này là phòng phát. À, đây, có một. Là mình phải kết nối cái quần què này với cái gì đó. À, què đấy. Hình như là phải cuốn quanh cái dây đúng không? Đúng ta? Ờ, đúng rồi. Yeah. Kịch bản rất quen thuộc và Ôi trời ơi. Oh shit. Miss Delight đây sao? Ui, rơi đâu ra vậy? À đù! Mình mà quay ra là nó đuổi theo mình. Oh shit, hello. À, ok. À, mình mà không nhìn được nó nữa là nó sẽ dí tới mình. Từ từ nha, Miss Delight. Bình tĩnh đi bà. Wow, shit! Nó tốc biến à? Nó đi nhanh vãi. Cục pin ở bên phải mình, ở bên trái mình. Là mở được cửa này ra. Ok. Lêu lêu đè. Đè. Tao đố mày qua được cửa đó. Tao đố mày qua được đấy. Qua hộ cái. Này. Oh shit. Nó qua được. What the hell. Nó đi qua được. Miss Delight ơi. Bình tĩnh đi ạ. Hết mê tôi rồi. Giờ mình không nhìn được cái đường của mình là sao để mình đi.
What? Ở nguồn điện ở đây. Chết mé tôi rồi. Chết rồi. Chết rồi. Không có nguồn điện thì sao mà báo này được giờ? No, không, Miss Delight ơi. À! Thôi được rồi các bạn ơi. Có lẽ nó cười như này, nó biết là mình toang rồi. Nó biết là mình toang rồi. Thôi được rồi các bạn ạ. Chúng ta sẽ đón nhận pha jump scare đầu tiên trong cái game này. Ok, let's go. Như vậy, đầu tiên chúng ta gặp với Miss Delight. À, là ok, mọi thứ sẽ được khởi đầu lại từ đây à? Rồi. Trước khi đó mình phải kiểm tra đây, trước khi mình check cái này để mình nhớ đường cái. Mình phải lấy một cái nguồn điện từ đây. À, mình phải chạy lùi về thật nhanh. Qua đây để mình đưa nguồn điện này về đó. Đúng không? Chỉ có cái đó thôi. Chỉ có cái đó thôi. Khi nó về đây là mình phải thật nhanh chóng. Mình quay ở đây, mình lấy nguồn điện. Đó, rồi mình chạy qua. Tay trái cầm pin nha. Rồi, ok. Đã rõ. Cuốn quanh cái này. Bắn vào đây. Đây, Miss Delight đây nè. Nó đập. Rồi, lấy cục pin về. Từ. Bình tĩnh, tự tin. Tất cả mọi chuyện sẽ được giải quyết bằng một nụ cười. Từ từ nha. Được rồi, tôi lấy trượt, bấm trượt. Cát nắp đang tới. Rồi, ok. Dậy đi, sure. À, trời ơi, nhạc vẫn còn à? Hết rồi mà nhạc vẫn còn. Ok. Rồi, đó, Miss Delight. Đó, từ từ. Lấy khoảng cách trước nè. Rồi. Ok. Không kịp rồi. À, sao mà kịp được ta? Ủa sao mà kịp được nhỉ? Ủa? Nó vẫn ở đây mà. Ủa thế sao kịp được ta? Đúng là nghĩa là mình phải... Rồi. Chắc chắn là phải có cái nguồn điện để mình kích được cái hệ thống ở đó, để cái cửa đó để mình chạy. Có vẻ như là cái nguồn điện kia không kịp. Ôi, quay lưng lại là đúng là không nhìn được nó, là nó đi tới liền luôn. Ok. Có nguồn điện ở đây. Đây rồi. Có nguồn điện ở đây. Oh shit. Holy shit. Bình tĩnh nha. À, mình bị chậm rồi. Ok, nguồn điện ở đó sau là phải chạy ra đây để cắm vào đây liền. À, thảo nào. Rồi, mình đập đi. Đập lại khẩn trương như nào. Bong. Rồi, lụ. Ok nha. Đó, một lúc.
Ok ok ok, đi về. Từ. Qua đây. Cái cửa này mở được nè. Qua đây lấy nguồn điện này từ từ. Ok. Rồi qua rồi. Ui, nó có đuổi theo mình à? Có nguồn điện ở đây. Các bạn ơi, mở cửa này ra. Rồi, bây giờ cứ chạy đó, không biết là đi đâu rồi đó, cứ chạy đó. Ui, nó kia rồi. Nhưng mà nguồn điện ở đâu? Nguồn điện ở đây. Wow, nó ra đến đây rồi. Ủa? Chết mẹ, mình chạy về hướng này rồi. Đi ngược hướng rồi. Trời ơi. À, nó vào bên trái. Ok. Nó dí, đúng dí rồi đó. Rồi ok, kịp. May quá. Rồi. Có đến hai nguồn điện ở đây, nhiều thế. Ngủ ở đâu? Ngủ ở đây. Oh shit, hello. À, rồi. Oh shit, hell no. Anh phải điện từ đâu à? Rồi, cáo chạy luôn. Kệ mày, tao không quen mày. Mày là ai, tao không biết. Mày đi ra đi. Ok, lấy nguồn điện. Ok. Toàn vào đây. Qua luôn. Rồi. Ok, let's go. Mở cái này ra. Nguồn điện ở đây. Cắm vào đây. Lấy nguồn này luôn. Bắn vào đó. Rồi. Rất nhanh và rất nguy hiểm. Không có đi thi, ta vẫn ghi điểm. Nguồn ở đây. Rồi. Để mở cái này. Ủa, trượt. Chết mẹ, nó tới đây rồi. Ôi trời ơi. Nguồn ở đây. Bắn vào đây. What? Rồi. What? Đừng. Oh shit. Rồi. Con bé đâu? Chưa xong à? Ok, phòng này như nào đây? Cái phòng này như nào đây ta? Đang có cục pin ở đây. Là mình sẽ phải nhét nó vào đâu đó ở trong mấy cái này. Nhưng mà là nhét vào đâu? Có ta, tao đẩy được cái này vào đây ta. Phải để cho tầm nhìn của mình. Rồi.
Mở được cái bên này. Ui, nó chạy vào rồi. Bên đây có một cục pin nữa. Ok. Cục pin thứ hai ở trong này. Rồi. Yes sir. Hello baby. Tao vẫn nhìn thấy mày. Tao vẫn đang nhìn mày. Và tao sẽ rút cục pin này ra để cho mày bị kẹt ở đó. Rồi tao sẽ vào đây. Wow, nó mở cửa kia ra. Con mẹ nó khôn thế. Sao nó khôn vậy ta? Rồi ok. Ê, vào đây. Rồi, mở bên này ra nữa. Bên này là có hai cục pin là mình phải lấy nguồn ở đó. Rồi. Từ. Trong này có cái gì đây? Có nguồn điện trong này. Là mình phải lấy nguồn điện ở đây. Vẫn thấy mày nha. Tao vẫn thấy mày nha. Rồi, tao lấy lại nguồn điện này. Ok chưa? Xong rồi, tao bắn lên kia. Có phải như tao đã bắn trượt rồi? Tao bắn trúng rồi. Tao lấy pin tiếp. Rồi. Ủa? Adu, Phải làm nhanh. Sai rồi, game ơi, sai rồi. Mình phải làm siêu nhanh luôn. Lấy nguồn điện ở đây, bắn lên cái cục ở bên phải, sau đó là lắp hai cục pin ở hai bên này, vào lại hai cục pin ở cửa đó. Phải tốc độ rất nhanh, không là con này sẽ dí theo kịp. Ok rồi nha. Tăng nó ra ngoài rồi. Yes sir, mình qua rồi. Và ơi, nó không được yên nữa rồi, nó bắt dí theo mình. Sao mày làm gì đây? Good God. Yes. Cho mày nát bét người đi. Mày đuổi bố mày, mày đuổi tao này. Oh, fucking hell, oh shit. Why? Ok. Why? Khiếp vách cả trường. Không sao, qua rồi anh em ơi. Qua rồi, let's go. Sợ thật chứ. Ok. Rồi, gì đây? Hoppy Hopscotch. Ok, con này là đi lên trên mặt trăng này. Rồi. Ủa? Nhảy. 1, 2, 3. Ok, không đi qua gì hết. Ủa, làm sao mà đi qua cửa này cơ ta? Vai trường, mình có tay lửa. Tay súng lửa ở trong trailer. Adu. Vip. Thử xem nào. Vip. Ui, đốt lửa làm sáng khu vực luôn á. Má. Lấy cục pin về. Để giá như cái này bắn được quái vật thì tốt biết mấy. Rồi, hay lắm. Cục lửa này tuyệt vời. Wow. Chúng ta đến một thế giới trong lòng đất à? Rồi lại có một cái đầu, rồi lại một cái băng. Băng ở đâu? Mình cần tìm con băng, mình muốn biết chuyện gì xảy ra ở đây. Băng nó nằm chỗ nào nhỉ? Ở nó ngay đây mà. Nó ngay đây rồi mà. Stuart và Rich. Ok, xem băng nào. Cái thang máy đần độn. Sao thế Rich? Không gì đâu, không có gì. Thôi, chuyển cái chuyến hàng này đi nào. Như là chuyển đến cho cái à, nghĩ là mày không phải là fan, không phải là fan hâm mộ chỗ này đúng không? Không bao giờ thích nó. Rồi hai shipper chuyển đồ lên đây. Nghĩ là mấy đứa nhỏ này phải có ánh nắng mặt trời chứ không phải là ánh đèn à? Thậm chí là còn không được nói chuyện với mấy đứa nhỏ ấy nữa.
Xin lỗi Stu nha. Sorry. Xin lỗi á. That doesn't sound không, like không giống thằng Rick mà tao quen tí nào cả. Well, thì tao chỉ cố gắng là không bị khó chịu mọi lúc mọi nơi thôi. Vợ tao bảo là tao là một người rất là đáng yêu, nhưng mà tao phải kiểm soát được cái tính khí của mình. Nên là tao đang làm vì cô ấy đây. Mày lạ thật đấy Rick. Different Rich. Honest to a fault. Rất thành thật với cái tính xấu của mình. Mà tao luôn thích điều đó ở mày. Vậy á? Ít người là như thế lắm nha. You know Richie. With my biết đấy, biết đấy Rich. Khi mà tao nghỉ hưu thì họ đã rất là ép buộc tao là phải chọn một cái người thay thế. Tao đang tính là đưa cho mày làm việc đó luôn. Thật hả? Really? Thật đấy. Mà chưa chính thức đâu, chưa ghi chính thức cả. Nhưng tôi nghĩ là ở dưới những cái đống bầy hầy kia là sẽ có một người xứng đáng, một người đàn ông chăm chỉ, thật thà. Cơ hội của cậu có vẻ là khá tốt đấy. Tôi không biết phải nói gì cả. Ok, tôi chỉ rất vui là không phải là ai trong cái khu này cũng ghét tôi. Không phải đâu, không phải mọi người đâu Rich. Ok. Rồi, một câu chuyện cũng chưa hiểu lắm. Wow. Cả một khu dưới lòng đất này to vãi ạ. Đúng là chương 3 này nó đã trở nên quá đỉnh cao rồi. Ok, đổi tay này. Chương 3 này đỉnh thật chứ. Kể qua. Ok. Chương 3 này nó mở cái thế giới ra quá rộng luôn. Woo! Xuống dưới này. Ok, ok. Không mở được cửa này. Có cái gì đây? Nguồn điện à? Đổi tay. Lấy nguồn điện. Nó bắn vào đâu thì họ không nói. Ito. Oh! Sao nó có vực ở đấy? Đây. Ủa, phải đi lại về đây à? À mà pin mở rồi. Gắn pin vào đây rồi nên là đi được. À, mất công là phải mất công là phải đi lại thôi. Đi lại hơi xa xa xíu. Vậy là đã có một cái ổ điện ở đâu đấy mình không để ý. Và mình cũng sẽ, và cái mình cần để ý chính là những cái vực. Rồi, ok, con dê. À, nó ngay đây mà. Trời ơi, tôi bị cái gì ấy mọi người ơi, mình bị cái gì ấy. Nó ngay ở đây rồi. Rồi sao nữa? Truyền được điện. Sao nữa? À, cái quạt điện, cái bật nhảy này. Trời ơi. Rồi lên đây. Bật nhảy lên tiếp trên này tiếp. Rồi ok. Tiếp tục bật nhảy lại lên tiếp. Lại đây đây. A đù. Nó có thời gian à? Mình mà nhảy không kịp là nó sẽ mất luôn. Nó sẽ mất cái nguồn điện để cung cấp. À, ok. Bây giờ mình phải nhảy cái này speedrun này. Ok, speedrun ha. Rồi. Ok. Rồi, speedrun. Rồi. Tiếp tục. Ok. Quá nhiều tay hay thật chứ. Bắn lửa cái nhìn đường nào. Là phải kéo qua đúng không? Ủa, đây đâu kéo được? Đâu kéo ở đâu nhỉ? Vậy thì làm sao đây? Đâu? Mình phải nhảy xuống đó. Nhảy xuống đây. Yeah. Rồi, chúng ta có hệ thống những cái máy xoay. Rồi, trước hết mình phải xem thử đi. Cái này nó sẽ xoay về đâu? Nó sẽ bắn vào cái nào? Ok. Nó sẽ bắn qua bên máy đó. Rồi. Đâu, nhảy qua xem nào. Nhảy lên máy này. Cái máy này nó sẽ bắn vào đâu? Có vẻ nó... À, nó sẽ bắn qua máy bên kia. Rồi. Let's go. Máy bên này nó sẽ bắn vào đâu? Nó sẽ bắn được qua máy bên... Không. Qua bên đó à?
À, nó bắn qua máy bên này. Rồi. Và máy bên này sẽ bắn qua đó. Rồi, ok. Chốt hạ luôn, đẹp luôn. Nhảy về bên này. Và mình sẽ kích hoạt cái trụ. Cái trụ này sẽ nhắm vào cái tay này. Ok. Nào, xem mọi thứ cùng xảy ra nào. Let's go. Chiếu quá, chiếu quá. Và mở mỗi cửa. Mở thang máy lên. À, rồi, 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 ok, ok. Rồi, 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 rồi. Ok. Và bây giờ mình sẽ phải xoay đi một xíu. Ủa, không xoay được à? À, là phải gạt cần. Gạt cần lại, để nó tắt đi. Cho nó thang này đi xuống. Đó. Rồi sau đó, rồi, mở ra rồi. Mình mới gạt. Ok. Bắn quạ, bắn quạ. Kéo bắn, bắn, bắn. Chiu, chiu, chiu. Rồi. Hay. Nắm ba cái trò giải đố này. Quá dễ với mình. Rồi, lên tầng trên. Lên nóc nhà là bắt con gà. Đi qua bên này. Nhạc nổi lên à. Thấy có vẻ là cái gì đó sắp xảy ra ở đây rồi. Mình phải nhảy xuống. Tiếp tục nhảy xuống tiếp. Tiếp tục nhảy xuống tiếp nữa. Ok. Wow, có một cái đống gì kia. Có rất khá là nhiều đường đi. À không, đường này không đi được. Rồi, như vậy chúng ta chỉ còn có một cái này kéo được đúng không? Không kéo được, rồi. Một đường duy nhất là đi đường này thôi. Qua bên này là mình phải áp cái tay trái vào trong cái bảng điện tử để mở cửa. Chết mẹ, vào Playhouse là thấy bú bú rồi đó. Thấy toang toang rồi đó. Nó kêu là đừng có vào Playhouse mà lại đi vào Playhouse này. Rồi, tải game. Loading là thấy rồi, là thấy vấn đề rồi. Rồi, sao nào? À, cuối cùng thì quanh đi quẩn lại chúng ta vẫn phải vào Playhouse. Không có trốn đi đâu được. Rồi, 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 có quật băng. Quật băng, quật băng, quật băng. Quật băng, quật băng. Oh shit. What the hell. Đúng thật sự con cắt nắp ở trong này thật. À đù, vừa mới vào một cái dính luôn kết nắp ạ. À đù, ảo ma vậy. Vậy thì how to. Mình còn đang chưa hiểu chuyện xảy ra ở trong cái căn phòng này nữa. À, bắn lửa là đuổi nó ra. Nó sợ ánh sáng. Ok, ok, ok. À, cuộn băng nó nằm chỗ nào ta? Ôi, đốt lửa hết, đốt hết cả cái phòng này rồi. Tao phát điên vì mày, ok. Tao bị lạc không có mày. Tao bị lạc rất lâu rồi. Làm ơn hãy đưa tao đi cùng. Mày sẽ không bỏ tao ở đây đúng không? Tao bỏ mày luôn đấy. Bỏ mày liền luôn rồi này. Rồi sao không kiếm thấy cái cuộn băng đâu. Được rồi, đi đây. Kệ mình kệ xác nó vậy. Holy shit, tôi tới cái Playhouse rồi. What the hell? Bật lửa lên tí nha. Oh, wow, ôi, ôi, ôi. Tao bắn mày nha. Tao có súng nha, tao bắn mày á. Bắn mày này. Tao bắn mày tiếp mày này. Thôi nha mày. Bỏ nha mày. Oh shit, nhiều thế. Ui. Tự bay đâu thế? Đi về 13. Hết đạn rồi. Là mình phải bắn chúng nó. Mình sẽ không ngạc nhiên nếu như chúng nó bay ra ở trong cái ống ấy đâu. Vãi đường kẹt à. Ok ok má. Mấy con smiling critter đi. Hút. Hút.
Cút đi à. Ui nhiều đường thế. Hôm nay có phải kẹt rồi, mình phải trượt xuống dưới này rồi. Rồi từ từ, cho nó hồi đạn, cho nó hồi đạn đã. Có 5 viên đạn, 5 viên đạn lửa. Bắn xuống dưới cái này. Save game. Save game mà thấy hơi bú bú rồi đấy. Cái đường ông ấy là ông chơi của tụi nhỏ này. Mình đã không biết là mình phải đi đường nào. Cút. Cút chưa? Cút đi. Cút. Cút hết. Ờ có cái nút ở đây. Là mình chưa kích hoạt được điện. Cút. Có ta. Ui chạy vòng 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 à. Có nhờ mình nó đi vòng 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 á. Từ từ, phải lên lại để mình phân tích xem cái đường như nào đây nha. Ok, mình đang hình dung dần dần cái khu vực này. À đây. Là dậm vào để kích hoạt điện. Mình để cái thùng này xuống. Cút đi bài. Cút. Đông quá nha. Tao mệt tụi bay á, tụi bay chết nhiều lắm rồi đó. Rồi một thùng. Ok hơi lag. Game hồi nãy hơi lag một tí. Thành ra là mình không có quay được cảnh mình bắn hai bên. Mà thôi được rồi. Nói chung á là mình đã bắn kích hoạt được hết hai cái ô hai bên bằng việc là để kéo cái thùng xuống. Đấy ô bên trái kia cũng là kéo thùng xuống thôi. Đó. Và giờ mình có thể chạy qua đây để mình bấm nút kích hoạt. Xoay được cái cổng này. Qua bên. À. Phải đi đến đó. Ok, rồi. Bấm nút kích hoạt là nó sẽ khiến cho cái này nó sẽ xoay tùm lum. Ờ, à, rồi. Phải căn. Căn chuẩn. Ủa? À đủ. Mình dùng tay bấm nút được mà. Trời ơi. Ok, là có bên này này. Let's go. Mày cười nữa đi. Cười. Rồi. Đường xuống, đường lên. Ê, tối om này. Lên kẹt. Ê, Nói từ đầu là không lên được đi. Trời ơi. Thêm phát nước vào đây này. Rồi là phải đi xuống đúng không? Yes sir. Bắn cái lửa nữa, chỉnh check đường cái, check map cái nào. Mở cửa ra cho ánh nắng vào nhà. Rồi, khu này là khu tập bơi à? Không mở được cửa này. Nghi ngờ những cái ống này lắm. Nào. Có cái gì ở đây đây? Bắn xuống cái lửa thế này cho nó đẹp trai. Ok. Một cửa, hai cửa đều mở được. Bắn cái lửa vào đây đã. Ui. Có chắc là phòng vui chơi chưa? Phòng vui chơi quần què thì mà trông như cái nhà tù này. Nó là nhà tù thật. Chứ không phải vui chơi gì đâu. Khóa cửa tù nè. Con Doc đây. Thiên thần của Poppy. Không còn gì có thể cứu được. Không phải ở đây. Mày đang ở trong nhà của Catnap. Nhà của chúng. Một triệu cặp mắt đang nhìn mày. Theo dõi. Chờ đợi. Đói khát. Nó không muốn gì khác ngoài
bò ở phía dưới làn da của mày và ăn mày, ăn mòn. Khi nào mày cảm thấy trống rỗng bên trong, đó là catnap. Cái nguyên bản prototype là chúa thần thánh của nó. Và đây là nó làm đến những gì nó làm cho những kẻ phản giáo. Những con đồ chơi đó theo catnap và đổi lại để được cho ăn. Bọn tôi cố gắng chống lại điều khiển của prototype. Đây là con cuối cùng của những smiling creatures. Nghe này, mày phải thoát ra khỏi chỗ này. Mày cần phải sống. Mày và Poppy có thể sửa được chuyện này, kết thúc chuyện điên rồ này, tra tấn này. Ôi không, không. Bọn chạy đi. Đây, đừng bảo con này sẽ đuổi mình nhá. Wow. Ok, con dog đây này bị những con smiling critter bé nó lao vào gì đấy, bow to the prototype. Không phải là nó rất tuyệt vời hay sao? Uầy, là những con búp bê nhỏ biến vào con dog đây, thì những con dog đây này trở thành bị điều khiển luôn. Wow. Ok, khá là thú vị đấy. Rồi. Vậy là mình đã hiểu Fugaka diệt trừ Jun như thế nào rồi. Rồi mở cửa ra. Rồi như vậy là chỗ này là sẽ tụt xuống đúng không? Nên mình phải chạy. Rồi. Ok. Rồi, tao chạy yên tâm, chạy rồi. Tao cần phải nghe lại cái bài của mày một lần nữa được. Rồi, tao không muốn nhìn lại mày đâu. Bỏ ra ngoài đi. Lại là chạy đua à? Woo! Oh shit! Holy shit! Lại đuổi nhau trong tốc hơi nữa à? Oh! Ui, được rồi. Wow. Wait. Từ, mình quay. Oh shit! Ôi, mình đi đường đúng bừa rồi đó. Đây. Wow, có động đây. Woo, trượt xuống. Holy shit, oh shit. Sao nó đi được đường này? Nó đi được đường đó à? Ảo ma vãi. Đốt cháy khu này đi, cái nơi này đi. Tỉnh dậy. Có động đây này. Rồi, ok, con này chính ra đấy. Con này không đáng sợ bằng cái con Miss Delight với con cô giáo đâu. Cái con cô giáo mới là sợ nha. Còn con chó này không sợ lắm. Nhưng mà nó lại lặp lại một lần nữa, chúng ta thấy được đó chính là cuộc dẫn đuổi ở trong ống, như kiểu là Huggy Wuggy vậy. Cũng có cái trò là đang chạy mà cái đường nó bị đóng lại, hay là cái đường khác nó mở ra để cho mình chạy vào. Đấy, cũng khá giống nha, đúng không? Đó, bắn mày cùng lửa này. Đây, tao đang chạy đây, từ. Chạy giờ đây. Thank you, Vinamil. Đó, rồi mình nhìn, mình cũng nhìn nhớ sơ rồi. Rồi mình cắm đầu chạy thôi, khỏi phải nhìn chúng nó nữa. Bên này, đó, rồi. Bắn một phát cho con dog đây, nhìn cho nhìn cái lửa cho đẹp nè. Rồi, trượt cầu thang, trượt cầu tuột. Trượt cầu. Ủa? Đó ta. Con đấy sẽ phải ta. Ê, nó cứ bắt mình chạy đúng chạy, bắt mình chạy ấy, cầu thang này đúng mệt luôn á. Ồ. There is no room for you here. Không có chỗ cho mày ở đây đâu. Wow. Ok. Đi lại đến lần thứ 3, thứ 4 rồi mình mới đọc được cái câu đó. Ok, verify. Rồi. Lần này quyết tâm đi chuẩn nha. Ê, tức ghê chứ lị. Rồi.
Tao biết rồi. Ừ thì chạy. Khổ lắm. Không phải zoom. Được chưa? Sụt xuống đi. Bắn cái mặt cuối cho mày này đó. Mệt chưa? Ý chàng hoặc yêu ghi không? Rồi, cắm đầu mày mà chạy thôi, không quan tâm đến nó nữa. Hắn đứng bắn lửa cho mày nè. Cái này nhầm, tao nhầm. Tao nhầm ít thôi, có gì đâu. Nhầm có tí thôi mà. Gì mà căng. Cầu trượt, ok. Nó xuất hiện ở cái cổng bên phải này. Mình phải chạy sang bên trái. Oh! Kịp rồi. Và Doc đây kẹt lại ở cái góc đó. Rồi. Yay. Gì đây nữa? Doc day says fetch. Đọc đây ở đây cu te như này. Go, go, đi đi. As far as you can. Càng xa càng tốt. Why are you just standing there? Sao mày cứ đứng ở đấy? You can't be here. Mày không thể ở đây được. You can't stay. Không thể ở lại được. Nó hơi dài vãi. Nó hét được nhiều vãi thề. Hét thì mày hét nhiều chứ mày. À! Chưa kịp xem cái ô bên kia nữa là phải trượt xuống rồi. Rồi điện thoại cho Ollie lại gọi. Mày ổn không? Wow. Không bị đau hay là mất miếng nào trên cơ thể chứ? Tôi rất vui vì mày ổn. Rồi mình qua ra được ngoài rồi này, thoát khỏi cái playhouse rồi. Tôi không muốn mất thêm bạn bè nào, bạn nữa đâu. Có thấy cái đền điện thờ không? Catnap làm cho nó cho prototype. Trước khi Catnap biến thành con Catnap, có vẻ là có một số tai nạn gì đó rất là nghiêm trọng. Nó suýt chết. Nhưng mà Prototype đã cứu đời của Catnap. Để mà đánh đổi lấy sự tự do. Mất tự do. Trong mắt Catnap, Prototype là siêu anh hùng. Đã cứu cái khu vực này. Catnap coi Prototype như là chúa thánh thần. Giết tất cả những ai dám đối đầu lại, bao gồm cả chúng ta nếu chúng ta không cẩn thận. Cái điện thờ đó nó có làm sợ không? Nếu mà nghĩ nó là sợ á, từ từ gặp con thật đi. Dù sao chúng ta sắp tới được kết thúc rồi. Yes. Đến với cái chỗ văn phòng. Ok ok. Ba cẩn thận ý Catnap nha. Mọi cái bóng đêm, bóng hay là những cái ánh đèn nhấp nháy là chỗ nó ẩn nấp. Nó luôn rình mò. Nó sẽ lấy tất cả mọi thứ, bắt mình phải phòng thủ. Khi mà mình đang bị bất ổn nhất, nó sẽ giết mình. Catnap sống để đi săn. Đâu chìa khóa đâu? Ủa? Kêu cho chìa khóa ở đây mà. Ủa? Nhé. Ủa chìa khóa ở đâu đây? Ủa nó vừa kêu mình đưa mình cái chìa khóa mới mà ở đâu rồi? Đây mình cũng để ý á, lúc mà mình dừng lại á là mình bị khựng một cái. Thì hình như là nó thả rơi cho mình cái chìa khóa đúng không? Ở khoảng này đúng không? Từ từ nhá. Để bây giờ xuống kiểm tra lại nào. Chắc chắn là nó sẽ bảo mình là đưa chìa khóa cho mình ở cái dưới này nè. Ủa mà nãy mình đâu thấy chìa khóa đâu ta? Có chưa? À đây. Trời ơi. Rồi. Ở trong phòng của văn phòng. Rồi đó. Nhìn như nào không thấy các bạn ạ. Lấy nãy là mắt mũi nó bị mờ như nào. Đâu. Văn phòng nó sẽ nằm ở góc bên trái này. Từ. Toy Store đâu. Văn phòng. À kìa. Đây. Văn phòng đây. Siêu to khổng lồ. Có. Wow. Bên trái là tượng của. Bên trái phải là tượng của Haki Yuki và Kishimishi à. Trên kia là mấy con Smiling Critters. Ok, yeah, sure, aha. Có vẻ đây sẽ là cuối cùng rồi này. Rồi. Catnap đi săn. Rồi, tải game. Rồi, tới công chuyện rồi đấy. Đẩy, có đẩy ở đâu? Vứt rác vào, có đẩy ở đâu? Rồi, cần lắp pin vào đây đúng không? Đồ của mày sẽ không bảo vệ được mày đâu. Mày căng thế. Thì căng vậy ba.
không mở được cửa luôn. Ủa? Ủa? À, pizza này. Rồi, đã mở được cửa này. Bật đèn liên tục nha. À, là phải tháo pin cái này ra, tháo pin này ra. Rồi, để lắp vào đây. Từ từ. Đây phải có đoạn băng. Phải có một cái băng để nhét vào đây. Mình phải kiếm cuộn băng rồi đã. Cuộn băng, băng ở đâu? Đây. Cuộn băng đó là gì? 8 tháng 8 năm 95, báo động khẩn cấp. Đâu xem nào. Ê! Quen quen ta. Hình như là ở trên lơ. Ờ, ở cái trên lơ. Trên kênh YouTube có đăng rồi. Tin này là gửi cho tất cả các nhân viên. Vào 11 giờ 1 phút sáng, có một thế lực thù địch đã xuất hiện ở trong Playtime. Nhân viên được yêu cầu là rời khỏi cái này ngay lập tức, bỏ hết đồ đạc cá nhân lại, không được đối đầu với những cái thế lực thù địch. Nếu không có đường thoát thì hãy trú ẩn ở một nơi bí ẩn, nơi kín, dùng chăn và gối để che cơ thể và im lặng, không nhìn qua cửa sổ, không mở cửa cho bất kỳ ai, không được nhìn qua mắt. Mở cửa đi. Hour of Joy đã tới. Chắc là một cái sự xạo chó đây. Một cái sự xạo chó để ép mọi người ta phải mở cửa đây mà. Rồi được rồi, đến lúc phải lắp pin vào rồi. Rồi, pin kích hoạt đây, mở cửa ra rồi. Bây giờ mình cẩn thận. Biết là chỗ nào là bóng tối là sẽ có con cắt nắp. Nên là mình sẽ đến đâu là mình bắn đèn đến đấy. Quyết tâm là không cho con cắt nắp có một cái chỗ nào mà gọi là ok. Không một chỗ nào mà gọi là tối để cho nó hù mình hết ạ. What the fuck? Cái này là con gì đấy? Rùi bọ nó bu quay cả đấy đấy à? Hết tởm vãi. Nghe tiếng gì đó ta? Đây là hiệu trưởng Maria Ashokan. Tên rất là Nhật Bản, đúng không? Thế có gì không ạ? Phòng hiệu trưởng có gì không ạ? Quay lại và về nhà đi. Tao cũng muốn về lắm, thật. Thề. Con két náp nó vừa đi qua đúng không? Rõ ràng là con két náp nó vừa đi qua. Cái ghế này cử động. Có pin ở kia. Tự lấy pin cái đã. Rồi, đây là cục pin này. Lắp vào. Chạy đi. Cứu với. Ok. Cứu với mà đèn đỏ thế là thấy hơi sai đó. Rồi ok, trưởng. À đây là trưởng của cái cửa hàng đồ chơi. Eduardo Gala. Gala này có cười không? À đồ chơi này. Ồ, chỗ này có những cái hộp đồ chơi của những cái con búp bê. Yes sir. Cửa đóng, cứu với. Tao muốn cứu chúng mày lắm chứ mà là làm gì. Ok, bám lên à. Rồi, bắn cái này cho nó có ánh sáng cái nào. À đủ, bật nhảy à. Ok. Bật qua, yes sir. Lại ra ngoài rồi. Lại ra ngoài khu này rồi. Mình sẽ đi thám hiểm ở dưới này trước. Dưới này có gì không? Dưới này có vẻ như là không có gì lắm. Mình phải đi lên. Không phải là đi xuống dưới này. Lên trên này, đây cửa mới mở. Đây, đi lên đây. Bật nhảy ở đây đang bị hư, bị hỏng, không thể qua được. Cả đều đang bị lỗi hết rồi. Tức là mình phải làm một cách nào đó để kích hoạt được. Đường điện kia bây giờ phải sao để mà quấn quanh cái ô kia.
Nhưng mà phải kích hoạt được cái bậc nhảy đấy đã. Mình mới qua được cái bên đó. Rồi, ok. Vậy bây giờ làm sao để kích hoạt được cái điện này ở đây? À đây. Có cái đường bám lên nè. Ồ. À đây. Thì cái nguồn đấy nhá. Rồi, quấn quanh cái này. Bắn vào đây, đã đẩy được lên. Yes sir. À, rồi. Ơ thì từ đây. Xong mình bắn qua bên này. Là mình kéo được cái dây qua. Yay. Là cuốn quanh cái này. Ủa? Sao cái này mình phải nhớ bên kia chứ? Sao nó lại bên này nhỉ? Cái này nhìn đâu đây? Để trên đường này à? Làm được cái gì? Chưa hiểu cái này lắm. Gỡ ra, cuốn lại. Để nhìn có bên kia à? Không tới được. Thử đi, cứ thử xem nào. Đứng ở góc này. Bắt buộc là phải đứng ở đây. Ây, khi tới á, thử nha. Không tới được rồi. Từ ra, cái này đáng ra nó phải đơn giản mà sao mình lại nhỉ? Ây, từ, nó có ổ điện ở đây mà. Ổ điện số 2. Ổ điện số 2 ở đây. À, nó có ổ điện số 2. What the hell? Nó có ổ điện số 2, tức có nghĩa là cái này là ổ điện số 1 đúng không? Số 2, số 1 chưa? Số 2 mà. Không được. Chắc là như này thôi à? Rồi, qua bên này. Sau đó là quấn quanh cái này. Nhảy đâu nữa? Nhảy lên lại. Ủa đúng ta. Ủa là sao ta? Tức là mình đang nghĩ là nó phải mất đến 2 cái cột thì mình mới có thể kích hoạt được cái ổ điện này. Nhưng vấn đề là bây giờ làm sao để mà sao mà qua lại bên nhảy bên kia được nữa. Cái này không đủ để mà làm chuyện đó. Cái này không đủ để mà nhảy lên đó được. Sự là bây giờ rõ ràng là mình không thể nào mình dùng cái này để. Chắc là ở hướng này là nó muốn mình nhảy qua bên đó lại rồi. Nhưng mà làm sao để mình không lên lại kia được nữa. Cái bật nhảy này nó chỉ vừa đủ để. Ok. Vậy thì có thể á, là mình sẽ không kích hoạt cái cột trên kia trước. Mình kích hoạt để cho mình có thể nhảy xuống đây được thôi. Bây giờ mình rút về này. Là cái này đi xuống và rồi mình mới lấy bên này. Yay. Đó là mình mới. Wow, what the hell. Trời ơi, ok, lý thuyết thì được rồi đấy, nhưng mà thực hành thì nó hơi đần. Không sao, làm một lần đấy. Đôi khi những câu đố này là chúng ta phải biết được cách giải rồi, nhưng mà cái vấn đề nó lại xảy ra ở cái chuyện là đôi khi tay chân của chúng ta lại không được chuẩn chỉ, nên chúng ta bị sai. Rồi, ok. Rút nó về. Lấy về đây. Qua đây. Let's go. Đó. Xong bây giờ mình mới bám lên này. Lên này. Qua này. Đó. Rồi khi mà đã mắc được vào cái đó rồi, mình mới quấn qua cái này và kích hoạt. Kích hoạt được nó xong thì mình kích hoạt cái gì? Mình đã kích hoạt quần què gì ở đó. À cái này á hả? À đây. Những cái bậc này để mình nhảy qua. Ok. Rồi, rút tay về nào. Let's go. Office. Rồi,
lấy súng piu piu bắn ra cho chắc nào. Rồi lấy súng này cho chắc đó, thấy tối tối là thấy không ổn rồi đó. Bắn khẩn bắn trước đi, đề phòng cắt nắp. Mặc dù bây giờ mình vẫn chưa biết là con cắt nắp to đùng ấy nó như thế nào. U phòng của ông trưởng bộ phận Playcare này, Stella Graber. À không phải là ông mà là bà. Ok, căn phòng cũng khá là cute. Rồi cánh cửa bị khóa, tức là mình phải cần một cái chìa khóa. Rồi như vậy có thể chìa khóa là sẽ nằm ở trong cái phòng này đúng không? Chìa khóa dấu đó. Ô cuộn băng màu hồng. Đầu đĩa đâu? Gì đây? Hatman Incident. TV đầu đĩa đâu? Băng đâu? Đây. Rồi. Oh, Mr. and Mrs. Hartman. Ông và bà Hatman hả? Come on in. Vào đây đi nào. Nào ngồi đi. How was your ride down? Rồi, đi xuống đây đi nào. Nothing like we were expecting. Không giống như tôi tưởng tượng. Bài nói của ông Ludwig. Ok, đã xác nhận rằng là đây là trại mồ côi mà bọn tôi muốn. Tôi cảm thấy là như ở nhà vào cái giây phút tôi đến và bước vào đây. Mở cửa lần đầu và biết ngay. Không bao giờ đi ra được. Không bao giờ rời đi. Ok, đây là đúng là những cái mà trẻ em muốn. I understand you want to give Jeremy biết rằng that là home? Muốn cho Jeremy được. Chúng tôi muốn được nhận nuôi. Amazing. You'll be perfect for. Hai chị sẽ hoàn hảo. Oh. Cho. What? Gì? Well, it appears có vẻ như là có một in some cái gì đấy sai. Complications. Sai á? Oh, what kind sai of còn què gì? I don't know. Không biết nữa. The form cái biểu mẫu này. Testing. Thử nghiệm. What does that mean? Là sao? Tell us, what does that mean? Miss Graber, we deserve a Miss better Graber, explanation than that. Cần cái lời giải thích đúng you hơn. You're in charge of all this. How could you not know? And why are we only finding out about this now? Tìm ra? I don't. Cô quản lý kiểu quần què như vậy. Ok. Tức là cái thằng nhóc của Jeremy gì đó là nó phải bị kiểm thử gì đó qua một cái đợt testing và thành ra là không được nhận nuôi, trong khi là vốn gốc là đáng ra phải nhận nuôi. Rồi chìa khóa thì thường là sẽ để ở đâu đấy trên bàn, hoặc là treo ở một chỗ nào đấy gần, hoặc là trong căn phòng này. Không thấy cái gì là có cái hình chìa khóa cả, vậy thì có thể là mình không đi đường đó được. Trên trần nhà có không? Biết ngay mà, ý như rằng chắc chắn rồi mà không đi được ở đây, chỉ có thể trên trần nhà thôi. Đó, bắn lên là thấy có cái. Ủa? Trần nhà này không có leo lên được. Đù. Tưởng là được rồi nhưng không nha. Chỉ là kéo xuống được để cho mình có đường sau này mình trốn xuống thôi. Chìa khóa nó phải chỗ nào nhỉ? Có cái chìa khóa chứ ta. Đù. Chìa khóa này. Ủa? Sao nó rơi lên từ hồi nào nhỉ? À, chắc là lúc mình kéo cái này xuống này là nó rơi chìa khóa xuống, mình không để ý. Trời ơi. Thế thì thua, thế thì chịu. Úi dồi, bắn phát vào bóng lúc. Wow, kỳ lân à. Crafticorn. Đưa nó bảng màu. Màu đỏ, màu gì đó. Thêm đỏ nữa nào. Hết màu đỏ rồi á. Chúng ta không thể hết được. Mày đang giấu màu đỏ của tao à? Tao biết mày đang giấu mà. Đưa màu đỏ đấy. Thế là tốt hơn rồi đấy. Thua mày rồi, Crafticorn ạ. Tao thua mày. Ok, những căn phòng này thực sự nó không có giá trị gì ấy. Chỉ là để đánh là hướng mình thôi. Nhưng mà mình nói chung là mình cứ vẫn muốn là vào hết. Hour of joy, help. Rồi, nước nôi gì đây? Nước nôi lênh láng cái gì thế này? Rồi, lại leo lên đúng không? Yes, sir. Có hai đường. Đường nào đây? Đường bên này đi. Ok, đường bên này kẹt. Đúng rồi, đường bên phải là đúng này.
thật sự ảo ma Canada thật chứ. Bên trái đi được không? Không đi được, chỉ có đi thẳng thôi. À, mình sẽ không ngạc nhiên nếu mà ở trong này có một cái gì đó đâu. Không ngạc nhiên các bạn ạ. Bên trái, bên phải kẹt, bên trái không đi được. Rồi, chỉ có thể đi ở đây. Từ từ, mình muốn cho đạn nó hồi một xíu nữa này. Rồi, hồi một xíu đạn đi. À, đèn nhấp nháy à. Á đồ, tao biết mày rồi nha. Riêng mấy cái trò đèn nhấp nháy tao biết là có mày ở đó rồi. Ôi, đem đạn vào. Khí độc và à. Cửa này khóa, ok. Cần lắp pin vào đây. Trưởng bộ phận Home Sweet Home Lisa. Cái Lisa này là Lisa Thái Lan hay không đây? Có một cục pin ở kia. Rồi, mở được phòng ở đó. Mình sẽ lắp vào đây là mở được cái phòng Home Sweet Home. Hôm nay có một cái nguồn điện, ông cái ổ điện. Mình sẽ phải truyền nguồn điện vào đó. Rồi, đèn nhấp nháy à mày, đèn nhấp nháy à. Nó sẽ là ở bên này đúng không? Tip lock. Rồi, nguồn điện ở đây. Mình sẽ lấy nguồn điện. À, từ nhá. Bắn cái này. Đó, rồi. Đổi tay. Ủa? Đèn nhấp nháy này mày. Đèn nhấp nháy này. Hay đây là nguồn điện? Ủa đây nó phải là nguồn đâu? Wait what? Từ, lấy cục pin này ra đây này. Ủa? Wait what? Mở được cái cửa phòng của cửa bộ phận Playhouse đây mà. Trong này là nguồn điện đây đúng không? Không phải luôn. Một này, một chỗ phải cầm bật này, hai chỗ này, một hai ba. Mình sẽ lấy cục pin này ra đã, và mình sẽ từ cục pin này nó kết nối điện ở đâu? Nó không kết nối được cái gì cả, tức có nghĩa là bây giờ mình thử trả lại về đây xem nào. Ơi, không được. Cái pin này nó chỉ có thể là vứt ra thôi, chứ nó không có đẩy tay ra đó được. Thế thì phải có một cái gì đó để mình kích hoạt nguồn, lấy nguồn điện ở đâu ra đây? Phải có một cái nguồn điện ở đó nữa. Từ, để mình kiểm tra kỹ cái phòng này xem nào. Có thể phòng này sẽ có một cái nguồn điện ẩn ở đấy. À đây. Đây, nguồn điện đây rồi. Ok. Rồi, sáng cái phòng rồi nha. Lấy nguồn điện này. Hai này, ba này. Bắn lửa. Rồi, đủ hết ba cái, mở được cửa này ra. Let's go. Tải game, rồi, save game là tôi biết ở đấy, hợp lý đấy, mở mặt nạ chưa. Rồi, có thêm một cục pin ở đây. À chưa, mình phải lắp pin vào đấy. Rồi, có một cái đường như này. À, ok. Nó bắn tới bên này à? Hệ thống máy móc có vẻ phức tạp. Không sao. Mình sẽ truy từ cái này trước. Ủa? Ồ, cái này không xoay được à? À, thì mình gạt đây đi đã. Tắt đây đi. Rồi, thì cái thang này sẽ đi xuống. Ok, lúc này cái này mới xoay được. Và nó sẽ chỉ có tác dụng để bắn cái đó thôi. Ok, vậy thì mình sẽ lên đây trước. Rồi, ơi, chờ đây. Ok, vẫn trúng. Rồi, đưa mình lên trên. Ủa, lên trên nhưng mà cái này đang đóng mà. Làm gì đâu. Rồi, nó vẫn có đường mở cho mình để mình kéo ra này. Đó, để mình đi xuống lại này. Đường này đã bị chặn. À, lấy cục pin ở ngoài này. Ôi, từ. Bình tĩnh nha, bắn lửa cái, lửa cái.
Rồi lửa lên em. Không biết đi đâu nhở? Ơ, mất pin à? Ảo ma vậy? Pin mình vừa nhét vào đây xong. Ê, alo, trả ra cục pin cái coi. Trả ra cục pin đây. Ní, cày. Ờ, rồi, xem xét lại một xíu ha. À, điều khiển cái trụ này bắn bên này trước. Rồi, rồi, rồi. Cái này qua đó, rồi, cái này chuẩn rồi này, là bắn vào đấy này. Mà cái này sẽ bắn vào đâu? Là bên kia. Là kích hoạt được một cái hệ thống ở đó. Rồi, 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 ok, hiểu, 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 hiểu. Rồi, cái tay trụ này bắn qua bên này đi nào, đó. Ok nha, đó. Để xem mình bắn như nào đây. Gạt cần. Ủa bắn đi. Ủa sao không bắn? Ủa sao không bắn? Ừ. Đây nữa. Đang bắn. Ừ. Ồ đó, đúng rồi đấy, bắn chuẩn nè. À, hay là phải tay mình. Phải là tay mình. Ok. Bật nhảy này. Bắn vào đây đi nào. Đó, 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 đó rồi. Bứng bứng à? Bứng bứng bứng. À, lo. Ok 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 ok. Bứng. 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 Rồi. Mình phải tự lên đây. Và mình. Ui. Pin này nặng thế. Cái này là phải kéo xuống để cho nó vỡ ra. Là phải, mình phải đẩy nó xuống kia đúng không? Ok. Đập xuống nó vỡ ra. Rồi. Sẽ có một cục pin cho mình. Ok ok rồi. Giật tay được rồi đó. Rồi. Pin này nhét vào đây. Mở được cửa này ra. Thêm một cục pin nữa. Rồi cho xin tí ánh sáng ấy ạ. Ok. Lại nữa. Ok cái này lại phải tiếp tục. Chúng ta phải làm lại cái trò đó một lần nữa. Bắn cái này qua. Mà qua đây, mà qua đây, mà qua đây, mà qua đây. Ok. Và giờ mình từ đây mình kéo nó lên. Có được không ta? Không nổi. Thôi bỏ tay. Rồi. Cầm lên được không? Có vẻ như không được. Nặng quá. Thế thì làm sao để mình lên cầm nó lên được ta? Vãi cả đạn. Trời ơi. Mẹ nó cày thật chứ lì. Rồi mở. Có cái đó là mình mở cổng mà. Rồi qua đây. Qua đây. Mày qua đây. Rồi đi vào đây với tao. Đậu xanh bánh canh. Kéo cả đi. Rồi. Mày vào đây. Qua 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 đây. Đi vào trong này. Rồi. Lên. Rồi cái này. Vào. Một. Hai. Ủa. Ba. À. Ba này hơi xa. Một. Hai. Ba. Bốn. Rồi. Trời ơi. Vào đây. Tao cày mày lắm rồi nha. Tao cày mày lắm rồi đấy. Mày đi ra đây. Ủa. Không chịu đi à? Nó bị kẹt cái quần què gì ở đây nè. Rồi ok. Rồi. Và bây giờ tao cho mày đi xuống. Mỗi lần kéo một ít ít vậy này à? Ờ ha. Cũng gọi là có tiến triển này. Ờ. Mày này, let's go. Ok. Trời ơi, cực quá cơ. Ủa rồi, cục pin này để đâu? À, đem trên kia. Đem lên trên kia.
đem lên trên kia thì ok ok ok. Rồi. Gạt cần này xuống này. Rồi, lên lại, lên lại, lên lại, lên lại, lên lại. Đây. Tin nhá. Mình sẽ phải mở bên trái trước. Đó, để kích hoạt được cái hệ thống điện bên này. Và cần thêm một. Ủa? Mà cái pin ở đây thì à, có pin đây vẫn còn. Rồi, 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 rồi. Đây, làm lại chuyện thêm lần nữa. Cắt ra. Lộ pin. Lên bên đây. Gạt cần. Tuyệt vời. Rồi. Lắp. Ế. Ủa lắp xong rồi sao? Là cái quả hệ thống điện ở đây thôi hả? À. Và cái này. Ok, giờ nó mới. À không, phải xoay nó lại. Xoay nó lại qua bên này. Đấy. Và sau đó mình sẽ dùng cái tay của mình để bắn vào. Và không bị xảy ra cả. À, cái này là cái laser. Trời ơi. Nó là cái laser bên này nè. Nó phải là cái này. Rồi, mình tìm ra cái này đi. Mình sẽ. Từ. Không phải là cái tay mình là cái laser. Cái này nó phải chiếu qua đó. Rồi. Ok, chuẩn bài nhá. Chuẩn bài đấy. Bây giờ từ. Mình sẽ phải. À không, từ. Vì nó bắn vào chỗ đó nên là đặt cần trước đi. Đặt cần. Ok, kích hoạt ở trên đấy rồi. Và mình phải tìm cách đi lên mà đúng không? Rồi, có một tiếng kêu rất là ghê rợn. Như vậy là mình phải gạt nó đi, bỏ lại. Rồi, mình sẽ phải nhảy trước. Kích hoạt được rồi á, là nó mở luôn cho mình rồi. Mình không cần phải làm lại một lần nữa. Ok, nhạc nghe có vẻ du dương. Có vẻ là nhạc ra. Rồi, mở sẵn cho mình luôn. Yeah. Rồi. Thấy cái hầm này là thấy đấy, sai nha. Tầm nghi lắm nha. Cảnh báo không được mở. À, đây, leo đây. Đây. Chết bởi Ori đây. Cái chết bởi Ori gì thì khó nhìn quá. Thôi kệ đi, bỏ qua đi. Đi tiếp đi nào. Cái nhạc nghe có vẻ. Wow, khí độc. Khí đỏ. Xuống nữa. Cái ghê nó đã cứ bị. Mở thôi. Cửa đóng, không mở được. The prototype has saved us all. Prototype đã cứu tất cả chúng ta. Túi quần què. Cục pin. Lộn cục pin nha. Ui ấy. Ủa? Ủa là mình chết chưa? Cắt nắp nó hù mình và mình tìm bông hoa đi. Ủa? Ủa? Sao mình ra ngoài rồi? Đây không phải là nơi mày quay về đâu. Mày biết mày đang làm cái gì không? Không biết cái máy quay của mình có đang bị giật không? Mình đã cảm thấy là cái quay của mình đang bị giật. Không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây không? Không biết game đang bị giật không ta? Mình đã sợ bị giật lắm luôn đấy.
Ok, powder. Không biết là mình cái OBS của mình nó đang bị lắc lác. Cái game này nó đang thực sự nó đang siêu nặng luôn á. Cái quả cắt cảnh này này nó siêu nặng, cho nên là máy của mình sẽ bị rất là lag luôn. Hy vọng là sẽ không ảnh hưởng đến chất lượng của video. Rồi, vào trong lớp học. Mày biết là chúng ta đã từng ở đâu không? Đây là lớp học của cái cô Miss Delight đúng không? Lại bị ảo ma, lại trong rồi. Ôi, làn khói đỏ ảo ma Canada, Shizuka. Do you see why we have to end this? Biết tại sao chúng ta kết thúc chuyện này chưa? Khu playhouse này, chơi trong một cái nhà ống này. Lại chìm trong làn khói đỏ. Do you even know what's real? Mày có biết cái gì là thật là giả nữa không? Ok, hy vọng rằng là cái video nó không bị giật lag chứ không ạ. Trông nó bị kiểu FPS nó nhỏ nhỏ, trông rất là khó chịu luôn á. Càng giật. Huggy Wuggy! Hello! No. Không. You don't. Mày không biết đâu. Ok, những khối vua có chữ Huggy. Và mình đang nhìn thấy một cái bàn tay. Bàn tay sắt thép khổng lồ. Có vẻ như là đó là của con prototype đúng không? What the hell? Đáp đáp mà nói được. Rời khỏi playcare đi. Không mà tao cho mày bay màu. Wow. Ok, tao cũng muốn làm chuyện đó lắm. Tao cũng muốn rời khỏi cái chỗ quần què này lắm đó chứ. Đâu phải tao không muốn đâu. Cho tao rời đi chứ không bây giờ là máy của tao chịu không nổi rồi. Rồi, lấy cục này, ghép vào đây. Ủa? Ủa chỗ này là mình đi rồi mà. Ờ nhỉ? Đi rồi mà ta. Lại tải game. Yes sir. À, cái game này thề các bạn ạ, nó nặng, nó lag máy, nó lag máy vách cả đạn luôn ạ, đúng lag luôn. Ủa, là rời thật nè, là rời khỏi chỗ này thật nè, rời khỏi tòa nhà thật rồi. Có cái gì đó sai sai. Lấy dây của. Ok, lấy. Chúng ta phải được 100%. Chúc may mắn. Rồi, cái dây ở đâu? Cái dây điện đâu? Gì đây? Hết đạn. Hour of joy. Đây, dây điện đây. Rồi. Là mình sẽ phải kéo nó xuống dưới đúng không? Rất quen thuộc. Ok, thì mình đã biết cách làm rồi. Rồi. Đọt vào đâu đó. Đây. 96%. Còn cái playhouse. Cho mình cái chìa khóa nữa. Chìa khóa ở một cái chỗ ở đấy. Ok, còn có mỗi cái playhouse thôi đó. Là chưa được thôi. Còn cái chìa khóa là chìa khóa của cái gì? Ủa sao mày không nói nữa? À, chắc là phải đến Toy Store. Tại vì cái Toy Store là mình chưa đi tới bao giờ. Ờ ha. Đây, Toy Store nè. Mặt cửa bị bít lại rồi, không cho mình mở. Cái chìa khóa của mình nó chìa khóa gì ta? Sky Dome. Oh, chìa khóa ở Sky Dome. Ok. Sky Dome là chỗ quần què nào? Ừ, cái vấn đề là Sky Dome chỗ nào ta? Khó ta. Không thể hiểu là bây giờ nó bắt mình đi đường nào đây. Nhấp nháy là sợ lắm như mày.
Còn cái khu Sky Dome sao trên bản đồ mà không thấy nhỉ? Oh, oh, ê, từ. Từ nha, mình muốn đi đường này cái đã. Ok, đường này bị chặn rồi này. Nhưng mà đường ở góc bên này này, nó có cái ánh sáng xanh. Oh. Oh. Cái cửa này à? Oh. Đèn màu xanh ảo ma này. Way. Chắc không đấy. Lên nhà rồi, từ từ. Đi lùi về được không? Ủa? À là cứ vào đó là tải game, đi ra vẫn được. Chứ chưa chắc là đã phải để vào đó. Đường nào nữa không nhở? Mình cảm giác là cái chìa khóa đấy bây giờ mình chỉ có 95% thôi. Ê! Má, nó lại đóng cửa. Ô! Ê! Ô! Ô! Uê! Đúng rồi! Chìa khóa ở đây! Và mình sẽ phải lấy cái này. À, cái này phải kéo xuống đúng không? Ủa, chưa kéo được à? Ok, chắc là phải kết nối với điện đã. À, đó. Biết ngay mà. Từ. Kéo nó về. Ờ, rồi như sau đấy mình xuống kia. Theo là mình đang đoán là nó như thế đó. Không phải ở đây. Đây. Rồi, gắn nó vào đi. Rồi đó. Đủ năng lượng rồi. Lấy cục pin to đùng đó vào trong gas production zone đi. Chúng ta mới thoát ra khỏi đây được. Nó là ở cánh cửa mà ở cái cáp treo tới đây. Đó là cái cửa vừa nãy đó. Ờ. Đúng rồi. Cái vừa nãy. Rồi mình phải có cục này đã. Có cục này thì mình mới bắt đầu là qua bên đó được. Đó, hợp lý. Ủa nhưng mà rồi nó ở đâu ta? Ủa từ, nãy mình đi đường nào ta? À không phải đây, mình phải đi vòng. Mình đi vòng một vòng qua đây mà. Đây, báo thử cái dây này. Đó. Cái dây này. Đó, là nó ở khu bên kia. Hợp lý đây. Giờ mới vào nè. Có pin xịn mới vào nè. Rồi. Rồi, tải game đi mày. Yes sir. Rồi, mình cảm giác là sắp rồi. Chúng ta sắp tới được con chùm rồi. Okay, make this quick. Rồi, làm nhanh nha. Bật cái máy phát chạy ra và kéo cái dây của trường vào trong ổ cắm. Cẩn thận nha. Ủa? Ủa, cái này là ở Miss Delight mà. Ừ nhỉ. Ủa, cái này là Miss Delight trong này mà. This is Miss Delight speaking. Please excuse the interruption. Ê, ta xong rồi nha. Ta xong mày rồi nha, Miss Delight. Mất chỉ lại à? Ê, không. Sao lại thế ta? Lạ nhở. Không. Mình nghĩ không phải cửa này. Không phải là cái này đâu. Không thể, đây là trường học, không thể nào nó bắt mình vào lại trường học được. Nó bảo mình là cái cửa và bên cạnh cái phòng gas production zone à. Hình như ấy, nó là cái cửa ở bên cạnh chỗ mình xuống. Cái cáp treo mình xuống. Đây. Chỗ mình xuống là khoảng đây này đây. Nó là cái này nè. Cái cửa kìa. Đó, đó mới là cái cửa mà đi vào phòng gì đó, đúng rồi, đúng rồi. Đúng là cái phòng này luôn nè. Chuẩn bài. Trời ơi, đó. Chắc chắn là cái khúc này rồi. Mặc dù nó vẫn loading giống như là cái ở trường học, nhưng mà chắc khỏi trường học. Ủa, hạ lại nhỉ. Tự dưng vào trường lại có lại Miss Delight nói lại chứ. Ảo ma vãi. Đây.
cái phòng mà mình khởi đầu này, đúng rồi. Đó, và mới quay trở lại nhét cục pin này vào đây. Ôi, đi hết cả. Wow. Cắt nắp. Hello. Ê, trông mày hơi tởm rồi nhá. Mày tởm quá, cắt nắp ơi. Và what? Đến lúc để thu hoạch rồi. Ủa, mình không... Cơ thể vẫn còn tươi. Ủa, what? Là... Ok, là mình phải chạy khỏi cái đạp đó luôn. Ủa, về lại tới đây à? Vãi trưởng ạ, về xa thế? Ôi ôi, xa vãi. Thế là giờ là phải căng dây lại, xong rồi lấy pin lên, xong rồi chạy khỏi con cắt nắp. À, cắt nắp to thật chứ. Cắm vào nè. Rồi. Đây, cửa kìa, ngay ngoài kìa. Đó. Rồi, biết đường đi thì nó dễ nhanh hơn rồi. Nhưng mà cuối cùng là làm thế nào để mà chạy khỏi con cắt nắp đây thì mình chưa biết nha. Vậy là mình phải nhìn cái xung quanh trước đã. Nhìn xung quanh xem là nên đi chỗ nào, chứ không nên nhét ngay lập tức cái cục pin nó vào trong cái ổ. À, là phải bấm nút đúng không? Kích hoạt được rồi mình bấm nút để cho nó chuyển ga bên trái. Theo mình đang đoán là như vậy. Ok. Mình nói là mình bấm hơi chậm thôi, chứ còn đúng là phải đi vào đấy rồi. Đúng là phải đi vào cái chỗ đó rồi. Đây, đúng rồi. Nên nó mở ra cho mình nè. Để cho mình đi vào nè. Đúng rồi, là phải đi lên đấy. Ok, ok. Rồi nào, khẩn trương nào. Chạy. Quá, cái đạp to vãi. Let's go. Cắt cái mặt mình áp. Vãi ở người nó còn xương. Wow. Nó trèo lên teo à? Hey, chuyện này tao không được biết nha. Tao không biết là mày trèo lên teo được. Ok. Có vẻ như mẹ thoát được rồi. Thoát được đó rồi. Nhưng mà chỉ là tạm thời thôi. Chỉ là tạm thời thôi. Rồi, đi ra tới đây này. Ui, toàn màu đỏ này. Bàn tay. Rồi, save game. Cắt nắp đang tới. Hãy sẵn sàng. Ok. À, được rồi. Phòng này có thể bảo vệ mày. Cái này đã từng là phòng an toàn. Và bây giờ nó có thể là phòng sẽ cứu mày. Hãy làm quen với phòng này trước đi đã. Chắc phòng này cần có thêm pin, sử dụng nó để cung cấp điện cho bất kỳ cái gì mày cần trong cái căn phòng. Ồ, công nhận phòng này ánh đèn, cái lửa, tia lửa của mày sẽ phát hiện ra là cái nào thật, cái nào không. Mày phải dùng cái đó để đối đầu với cát nắp. Sẽ có một cái ổ điện năng lượng màu xanh ở trong phòng, ngay ở phía sau mày và bên trái. Cần phải có cục pin để bật nó lên. Tự nhìn đi. Ngay ở phía sau bên trái. Là cái này bên này hả? À, là bên này. Ok. Rồi, có vẻ đây sẽ là phòng cuối cùng đây, để mà chúng ta có thể chiến đấu với con cắt nắp này. Rồi, let's go. Đầu tiên bây giờ mình phải gắn cục pin vào phòng ở phía sau và bên trái. Ý nó là bên này hả? Là cục pin này đúng không? À, pin này gắn vào rồi, nên là có cục pin bên trái này. Là mình sẽ gắn vào đây. Ok. Kích hoạt được cái nguồn điện ở đây. Phía bên trái và phía phải của căn phòng này,
ở cả trước và sau sẽ có những cái ngõ nhỏ với những cái cổng điện để mà sẵn sàng sạc. Cổng điện ngõ nhỏ bên này á. Bên có cái gì đâu, kín này mà. Em mà thắc mắc là tại sao trong này toàn khói đỏ này mà sao mình vẫn đi bình thường nhỉ? Mình không bị ngộ độc ta? Thậm chí mình cũng mất luôn cả cái mặt nạ rồi. Khá là lạ. Rồi đâu ngõ nhỏ nào? Có một cái thang. À, thang là thang chỗ mình đi lên đây mà. Trời ơi, quên. Ủa, thế là ngõ nhỏ nào nhỉ? Chưa hiểu ý của game lắm nha. Có điện sẵn sàng để sạc. Từ từ, để mình lên thử chỗ này đã này, có cái gì đây đã? Ui, gì đây? Ê, từ. Bên trong này, có hai cái nguồn điện gì đây này. Hai nguồn điện này. Ok, là để sạc vào đây, sạc vào được. Và nếu mình có rơi xuống, mình cũng nhảy lên lại được. Ok, là lấy nguồn ở đây đúng không? Có phải nguồn đây? Nguồn đây, cũng có nguồn đây thôi. Ok. Ủa, nhưng mà thế là sao mình lấy nguồn được nữa? Mình phải nhảy lên mà sao mình lấy nguồn được ở đây nhỉ? Hơi lạ nha. Phía trái, phía phải của cái phòng này đều có cái cổng sạc. Bên này này có này. Có cái cổng ở đây. Không, có cái ổ ở đây. Và ổ bên đây là có cái ổ bên này. Từ, mình thử xem nào. Ủa, không phải lấy nguồn ở đây. Có lấy nguồn ở đây thôi. Rồi, sao nữa? Chắc mình phải mở một cái cổng ra đã đây. Có cục pin này này. Mở thử cái cổng cái này đi xem nào. Rồi. Hả? Nó xịt khói vậy thôi hả? Là sao? Khói cả đường à? Ok. Thì liên quan gì? Liên quan gì đến rút cái pin ra thế nào? Là hệ thống đèn điện. Ok, thế thì là chưa hiểu lắm là bên trái bên phải có một cái cầu nhỏ. Đây, pin vào đây. Không, cũng là chắn đường. Ủa, thế thì đang chưa hiểu lắm là sạc cái gì. Hay ý đó là cắm vào đây à? Đâu, chưa gắn pin vào trên này được. Bên trái bên phải đều, phía trước và phía sau đều có cái ngõ nhỏ để mà có thể sạc điện. Có cột pin, có băng ở đây. Ok, xem phim trước đi. Log code 2445. 24, ok. Relation. Experiment 1. Thí nghiệm 1006 về cái prototype mẫu thử này. Bản mẫu gì đây? Rất là cứng đầu nhưng mà lúc nào cũng yên lặng. Vẫn đang tìm những cái thông tin mới. Phát hiện ngày hôm nay. Kết thúc ghi chép lại. Sẵn sàng để nói chuyện chưa? Tôi có một câu hỏi. Nói đi. Ông có cảm thấy cái gì không? Ý mày là sao? Mày dính tao lại. Có nhiều giọng của những đứa nhóc. Có một bí mật ở bên trong mày đấy. 1006. Uầy, thí nghiệm là kết hợp những đứa bé, những đứa nhóc với nhau à? Vãi đạn. Ôi, cái chỗ play care này. Rồi nói hoặc là không. Chiến đấu hoặc bỏ cuộc đi. Dù sao đi nữa thì tao học được, tao biết thêm một điều mới về mày mỗi ngày trôi qua. Nó làm tao cảm thấy hưng phấn. Cảm ơn nhá. Mày cảm ơn tao. Đúng rồi. Tao cũng học được
biết thêm thứ mới về mày mỗi ngày trôi qua đấy. Ok. Nhưng mà được rồi, như vậy sơ sơ là mình hiểu được là cái chỗ này là nó vô cùng là quái đản rồi đó. Rồi, nhưng mà từ từ trước hết mình phải giải quyết được cái chỗ đấy này. Quái đản mà. Ngõ nhỏ sạc điện. À, ở đây hả? Đúng rồi. Không. Nó không có vận hành như vậy, nó không có thể là kẽ hở để mình xuyên qua được như thế. Ý nó là sao ta? Hay là mình phải bắn cái lửa nhỉ? Bởi vì mình nhớ là nó có nói là cái lửa là sẽ phân biệt được cái nào đúng cái nào sai, cái nào thật cái nào giả. Thử xem ha. Mỗi chỗ bắn một cái lửa một ít xem nào. Rồi là có cái gì lừa mình ở đây không? Chưa hiểu cái chỗ này lắm là lừa gì mình không? Rồi cái ngõ nhỏ nhỏ để mà có cổng sạc điện ở đâu? Chưa hiểu lắm, thật sự vẫn chưa hiểu ý này lắm. Thôi hay là bây giờ vứt pin vào được không? Nó không cho mình vứt pin vào. Là mình vẫn phải qua được cái hướng dẫn này đã. Ở đó là mình phải sạc được cái điện đã. À, ok đây. Đúng rồi, trời ơi. Đây nè. Từ. Rồi đây, có hai cổng sạc này. Là mình lấy điện ở đây. Rồi, sau đó là bắn vào đây. Wow, nó xả khói xuống. Rồi sao? Xả khói xuống thì sao? Xả xuống là... À, chắc giống như là mấy cái khói ở mấy cái pin này là nó sẽ tạo khói để cản đường. À, tức là mình đang đoán nhá, là chúng ta sẽ có chơi một cái trò chơi trong này. Cái này sao? Khói để cản cái gì? Từ từ lại cái. Cản cái này. Rồi. Là mình sẽ phải có những cái hệ thống cả hai bên này là sẽ khói ở cản ở chỗ bên này và chỗ bên này. Còn cái đây và cái đây, có vẻ như là cái ở bên trong này nó sẽ là cản cái trong này, à cản bên này. Còn để cản ở khu bên này thì sẽ là lắp pin vào chỗ này. À, thì bốn hướng này mình sẽ phải sống sót trong cái khu này. Vì có thể là con cát đáp sẽ liên tục đi ở bốn hướng, mình sẽ phải cản được nó. Đó, đây là mình đang đoán như vậy. Đặt một cục pin trong bốn cục lên trên ô này đi. Cẩn thận nhé, cát đáp đang ở gần. Rồi, mình sẽ lấy cục này đi. Ủa? Rồi. Thời gian còn lại 3 phút. Oh! Ê! Nó đây! Ui, nó kìa! Ui! Ui, nó đâu? Nó bên này! Tức là mình phải lấy cục pin! Nó vào đây! Cả đường nó! Thế nó ở đây! Nó ở đây! Nó ở đây thì mình phải... Ô, nó là giả. Nhét pin mới. Pin mới. Em mất một điện. Pin ở đây. Ok. Nó là thật. Thật thì sao? Sao cả nó? Khói ở đây sao cả nó được nhỉ? Oh shit. Ôi sao cả nó ta? Từ từ, khúc đấy. Ủa? Ủa cái khói này sao cả nó nhỉ? Nãy nó, ok. Đúng như thế rồi. Nhưng mà ở chỗ này là mình đang chưa biết làm sao để mở được cái này ra. Làm sao để đi vào đây được nhỉ? Chỗ này, mình phải đi được vào trong này.
Đây là cấp điện cho cái ô bên này. À, khói cản. Rồi. Thế làm sao để mà mở được cái ô này ra nhỉ? Khá là khó hiểu. Từ từ. Bật cái lên đã này. Làm sao để mình mở được cái ô này ra để mình chọt cái nguồn điện vào cái ổ nhỉ? Có phải như đây cái cửa đâu đây? Thì là đường dẫn điện. Không. Nó cũng chỉ là ấy thôi à. Chỉ là xả khói ra thôi. Không phải là dẫn vào đây. Thế phải có cái nào ta? Phải có cái nào để mà mở ra chứ nhỉ? Đúng không? Trời mẹ ơi! Cầm cái cửa này thôi. Ok. Rồi xin cục pin kìa. Đậu xanh bánh canh rồi, mở ra và... Ủa? À đây đây đây, mở ra là được rồi. Trong này cũng có hai ổ để mà truyền điện để bít lại. À, rồi tức là sau này là ở đây có 1, 2, 3, 4, 5 cục pin. Thì chắc chắn là mình sẽ phải dùng hết 4 cục để nhét vào 4 ô ở đây rồi. Còn cục ở đây là để kích hoạt cái nguồn điện này. Chắc chắn là mình sẽ không thể nào mình lôi ra được. Đây, hiểu. Ok nha. Rồi đây. Rồi, 4 cái ô này. 4 cái này là để hai cái này là để cản hai cái đường này. Còn ở trong kia có hai cái cục nữa là để cản hai ô đó. Rồi. Còn ở đây tranh thủ là có pin thì nó giúp mình cản được một phần thôi. Đấy, rồi sau này sẽ có lúc mình phải không dùng pin được nữa. Mình không cản được. Mình không cản được bằng pin. Đấy. Ok. Rồi. Rồi. Có thể ngay bây giờ này, mình có thể làm cái này. Đây nhét vào đây rồi này. Thì mình sẽ nhét vào đây đi. Mình sẽ cản được khu bên này. Đó. Là mình cản được hai ô. Con này giả. Đó. Con này giả luôn. Mình chỉ cần lo hai ô này là bít rồi. Mình chỉ cần lo hai ô này thôi. Ok, quay thật nha, quay hàng xịn này, hàng riêu này. Hàng riêu tiếp. Ôi! Ôi, con này hàng riêu, con này hàng riêu. Mở ra. Lấy nguồn. Pin lại, ok. Rồi. Một pin đã mất. Đấy, bây giờ bắt buộc mình phải gỡ một cục ra, bắt buộc rồi. Rồi, là như vậy là hai ô này là mất này. Mình phải tự cản này. Ê gì ơi? Vãi nạn. Ê. Mày chơi đi từ trên dốc xuống à? Không chơi thế đâu nha ba. Không chơi thế nhá. Rồi, ba hướng này. Ba hướng mình cản được một hướng rồi. Thôi. Không. Ê. Ai. Yeah, kịp rồi. Yeah. Rồi mày đâu? Sao mày cứ chơi trò đấy hoài vậy? Xuống, get up ơi, không chơi thế nhá. Rồi pin mới, rồi xong. Là mình phải lấy cục này rồi. Rồi hết chắn rồi đó. Bây giờ tất cả 4 đường đều mở rồi. Bắt buộc là mình phải. Mình phải canh cả 4 hướng. Ê, mày có vấn đề à, cái nắp? Sao mày cứ chơi hướng trên không vậy? Nó kêu là 4 hướng, sao mày chơi hướng trên cùng? Rồi, 60 giây nữa thôi. 1 phút nữa. Cái nắp, mày ở đâu? Mày ở bên chỗ nào? Mày thật ở đấy, con Rio ở đấy rồi. Lại thêm pin. Rồi xong. Bắt buộc mình phải lấy cục pin này rồi. 45 giây cuối. Ê được không? Tình thủ kín quá. Rồi. Cái này chỉ là cái mà nhanh tay nhanh mắt thôi. Không sao, mình chơi được. Cái này không, cái này bây giờ không còn là kinh dị nữa, mà nó sẽ là chơi sinh tồn, chiến đấu, căn chuẩn thời gian. Không còn kinh dị nữa rồi. Kết nắp, tao không sợ mày nữa rồi.
Tao đã tìm được cách để tiêu diệt mày rồi. Thật ra không phải tiêu diệt mà là chỉ là sinh tồn thôi. Trong vòng 180 giây đó, khi mình sinh tồn được sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Ok ok nhá. Một cục này, từ từ đây đi. Rồi giải quyết luôn. Lấy cái này về. Rồi còn gì nữa không? Cục này nữa đúng không? Nhét vào. Ok. Cứng lên. Rồi làm nhanh luôn, speedrun luôn. Lấy đi ạ. Chọt thử. Ok rồi. Xong hướng dẫn. À còn phải chọt đây nữa. Đó, để cản một đường. Rồi. Đây cái này, mình sẽ cản đường này đi. Cản đây trước. Hai đường, ok đó. Và ok, khởi đầu, bắt đầu. Hàng riêu, hàng riêu. Cũng vẫn là riêu. Ok, ok. Mày đi đâu, ở đâu? À, pha ke ạ. Pha ke tiếp. Đâu? Mày chỗ nào? Lần này không thắng được nữa thì thôi đi nha. Má, mày lại pha ke với bố. Ê, hey, con này riêu. Con này hàng riêu, con này hàng riêu. Hàng riêu à, thôi bình tĩnh đi. Rồi thay pin, thay pin. Rồi thay cục. Ê không. Cục này mình để đây đi. Mình thích cục này. Rồi mình vẫn muốn biết cái đường này lại. Vẫn còn đấy à? What the fuck. Ê. Ô. Ôi nó chết à. Khoan đã, khoan đã, cái này lên hàng fuck kê. Vai trưởng. Ok. Và cái này là hàng pha ke ạ. Rồi mày pha ke. À riêu đấy. Ok riêu. Cũng gọi là riêu. Lại thay pin, từ từ. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Giải quyết con này xong, mình sẽ thay pin sau. Xuống. Xuống cái đi, rồi. Cục pin ở đây. Ok. Lộ bốn hướng rồi nè. Ôi nhầm. Ê, con này nó rất muốn chơi ở trên này luôn á. Ok. 60 giây. Tao mệt quá cơ. Tao thì cứ lo ở dưới, mày thì cứ chơi ở trên. Rồi pha ke. Mày ở đâu. À riêu. Cũng riêu. Rồi thay pin. It's time. À, riêu luôn. 30 giây, 40 giây nữa thôi. Ôi. À, tơ. Go. Không kịp đâu. Fucking hell shit. Phải nhảy đúng một lần ăn luôn. Nó cay thế nào. Cay thế nào. Shit. Không sao. Lại được. Còn 40 giây nữa thôi mà không sóc. 40 giây nữa thôi. À. Ok, nhưng mà mình có cảm giác á, là về sau á, một con này là ở những cái lần mà mình gỡ hết tất cả bốn cái ra á, để mình gỡ hết mấy cái chắn này này, là nó sẽ không có đi ở lên quay đâu, nó chỉ ở trên thôi. Còn tầm bắt đầu mà xuống đến tầm mấy chục giây cuối á, là nó bắt đầu nó mới gọi là đi ra ở bốn hướng. Đấy. Và hai lần liên tiếp nó ở chỗ hướng bên trái này. Đấy. Rồi nhấp pin vào đây đi. Cái này vào đây. Rồi. Cái này vào đây. Đó. Lên. Rồi. Một. Đó. Phải quen tay. Ồ. Rồi. Bắt đầu. Ok. Bật súng qua.
thắng hai bên rồi nên mình không cần phải lo hai bên đó nữa. Ta kè. Chắc mình phải luyện tập ở cái khúc bên trái này nhiều này. Cái động tác mà nhảy lên đấy rất khó nha. Nhà Ryu có ta. Sao mày hàng Ryu không vậy? Trời ơi! Đâu. Chết mẹ nó Ryu anh em ơi. Ok. À, nó Ryu mới cay chứ. Thế là tức là cũng không phải là hoàn toàn là nó sẽ gọi là ấy đâu. Nó sẽ gọi là ui sao mình nghiêng này. Không hoàn toàn là nó sẽ lặp đi lặp lại cái đâu. Nó sẽ có quy luật, nó sẽ có thì thoảng thay đổi một xíu. Ok, nhưng mà nó sẽ chắc chắn là nó lúc nào nó cũng sẽ ở đây trên này này. Rất nhiều cái nó sẽ ở trên này. Rồi, bịt kín lại. Con số 3. Rồi, thay pin, ok. Thở ba đầu rồi đó. Thở hết các hướng rồi đó. Hình như nó không đi đường hai bên này bao giờ hay sao á. Mình để ý là chơi bây giờ nó không đi qua. Nó không đi qua hai đường hai bên ấy à, nó toàn đi hai đường ở phía trước mặt hình không à? Hai đường bên trái bên phải nó không có đi. Ok, 57 giây. Ủa sao lần này nó không có mò nhiều nhỉ? Oh shit. Ok. Rồi pin cuối này. 45 giây. Tay sắt thép kia không phải là của Prototype. Đang chìa tay ra để cứu con Catnap và nó nắm lấy. Công Prototype xử con Catnap luôn. Mày lên đây cho tao. Let's fucking go. Đánh bại được Catnap rồi. Ủa? Rồi. Và bây giờ mình sẽ làm gì đây? Catnap đã bị đánh bại và mình có lấy pin ra được không? Không lấy pin ra được. Thời gian về không. Ủa? Tay xe là cây mất rồi. À, mình bắn chưởng điện ra nên là tay xe là cây của mình bị hỏng luôn. Và bây giờ mình không lấy được nguồn điện nữa. Và giờ mình phải làm gì đây? Đi lại về đây à? Yes! Đúng như vậy, đi lại
À, để mình đi lại xuống dưới cái chỗ mà cái chỗ ba cái bình chứa khí ga đó. Ba cái khí ga. Bây giờ mình mất cái tay nguồn điện rồi. Chắc không cần đâu ha. Lưu game lưu rồi này. Và có lẽ bây giờ mình sẽ cho cái tay này. Ủa? Tay xanh đây mà. Ủa? Tay xanh đây mà. Sao? Nãy tưởng là hỏng tay xanh rồi. Ủa rồi. Ủa sao không nhét được? Ê? Rồi offline rồi sao? Ủa hay có lẽ là không phải là mình. Hay là mình. Đúng là mình phải xuống đây rồi. Ok, tức là mình phải đi ra ngoài đúng không? Ủa, cửa ở ngoài đóng rồi. Ủa, tưởng là xong game rồi mà. Ủa, vậy là sao nhỉ? Không nhấn được. Mà cái pin màu xanh này cũng không nhét vào đây được. À, nhét được. Nhét được các bạn ạ. Không tín hiệu. Restart. Mình vừa làm một cái gì đó. Yes! Đúng rồi. Kích hoạt lại hệ thống và chuyển được khí ga qua bên bình bên trái. Chín bảy, chín tám, chín chín, 100. Ok, điện đã cung cấp lại được rồi nè. Mọi thứ đã sáng bừng lên. Quá tuyệt vời. Và mình sẽ làm gì đây? Mình không biết mình phải làm gì cả. À, chắc là mình đi ra cửa bên này. Có mỗi cửa này còn mở à? À. Trôi là cho mình. Ok. Mẹ đến được từ đầu. Mẹ làm lại được rồi. Bất khả thi. Đúng rồi, ta biết mày làm được mà. Catnap đã đi rồi. Khói đỏ đã biến mất. Mọi thứ đã đến đúng chỗ nhờ và ơn của mày. Nhưng nếu chúng ta tiếp tục, mày xứng đáng được biết sự thật. Mày quay trở lại vì những người đồng nghiệp. Mày muốn biết những chuyện gì đã xảy ra. Đây. Đây là câu trả lời cho mày. Một cuộn băng. Ok, đây rồi. The hour of joy. Giờ phút sung sướng gì đây này. Đây. What? À, con Haki. Haki Wuki ở phần 1. Nó tỉnh dậy và nó đi tiêu diệt tất cả mọi người ở trong khu này. Haki Wuki nha. Đây, mày nhìn này. Haki Wuki, mày nhìn đi. Rồi, dưới đây có Mommy Long Legs luôn này. Vãi đạn thả rơi người ta xuống kiểu. Rồi. Chứ còn đây là có kết nát đúng không? Chạy toán loạn kìa. Và Miss Delight. Những cái búp bê Miss Delight đuổi theo. Missy Missy cũng tỉnh dậy. Con robot này như là ở phần 1 đúng không nhỉ? Đúng không Yuki? Đúng không mày? Ok. Búp bê nó đều bị phát điên, nó hóa thành quỷ hết. Rồi tan hoang luôn. Là hour of joy chưa? Là joy dữ chưa? À. Ok, hết phim. Rồi lên đây ngồi đi Haki Wuki. Poppy. Xuống đây với tao mày. Tao vẫn nhớ nghe thấy từng khoảnh khắc
Nó quá lâu. Lâu một cách đau đớn. Bọn họ cố gắng trốn chạy, làm mọi thứ để có thể được sống sót. Tao nhớ được tiếng khóc của bọn họ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao chuyện này đã xảy ra? Những cái con đó là con gì? Senseless slaughter. That's all it really was. Tiêu diệt giết chết người hàng loạt. Bọn nó đã giết tất cả mọi người. Những người vô tội. Vô tội hay có tội đều không quan tâm, đều không liên quan. Tất cả những cái chết đó không giải quyết được gì cả. Và khi nó kết thúc, bọn nó kéo xác của những người chết xuống dưới và ăn cái xác đó để sống. KTBC, hello. Prototype phải chết vì mọi thứ. KTBC cute quá. Ê, đi đâu đây? Đi với. Đúng đây hả? Đúng không, KTBC? Khi chúng ta xuống dưới được đáy, chúng ta sẽ đi thang máy lên. Làm chắc nhé. Rồi, KTBC đi đâu đây? Đi sau mày đó. Rồi, mày đâu đấy, KTBC? Nhìn thấy mặt mày đi đâu? Mày đâu? Để mình nhìn nó đi đâu nào. Nó gạt. Ê, từ. À, nó đợi mình. Nó đợi mình xuống nó mới gạt. Ok, KTBC nhá, cảm ơn nhá. Giờ, có pin để lấy được không? Lấy được cục pin này à? Ok, cứ cầm lấy đi đã cho chắc, là biết đâu có gì xảy ra. Rồi, bye KCBC nhá, bye bye. Nào, xuống. Ủa? À đây. Rồi, bấm đi KCBC. Được rồi, khi chúng ta xuống dưới lòng đất, ta phải cẩn thận, bởi vì có cái thứ gì đó. Cô ấy làm gì vậy? Tôi lên đây, bình tĩnh. Come on, go faster. Nhưng hết một cái CBC à? Chết rồi, cái CBC bị con, thế là prototype nó tiêu diệt. Và đó là kết thúc chapter 3 của Poppy Playtime. Oh my god, câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây. Mình cứ tưởng rằng con cái quần què kết đáp này đã là con trùm cuối, nhưng không, chính là con prototype đó. Và nó đã có thể, nó đã làm hại cái CBC, hoặc nó đã bắt cóc cái CBC đi rồi. Và mình và con Poppy phải đi lại lên để giải cứu cho cái CBC. Và có vẻ như là đã không còn một con búp bê nào nữa, một cái búp bê quái vật nào nữa rồi. Chỉ còn đối diện trước mình là chỉ còn cái con prototype đó thôi. Wow, tuyệt vời. Và chờ đợi gần 2 năm cho một chương 3 quá hay luôn các bạn ạ. Thật sự bản này á, mình đánh giá nhá, về mức độ kinh dị á, nó không nhiều như là ở chương 2, và nó cũng không quá gọi là huyền thoại như là cái pha Haki Waki đuổi chúng ta ở trong chương 1, ở trong cái ống thông hơi. Nhưng nó có những cái kinh dị mà thật sự mình rất là sợ. Đó chính là cái đoạn mà cô giáo đuổi, Miss Delight đuổi, nó rất sợ. Cứ chỉ cần mất tầm nhìn thôi là nó dí tới mình. Cảm giác đúng ghê luôn á. Quay mặt lại thì nó đứng yên, mà quay mặt đi là nó chạy. Còn đối với con Catnap chính ra lại không sợ bằng nha. Cái con trùm cuối của bản này mình đánh giá là nó không có quá là ghê rợn, không có quá là phức tạp như là kiểu chút ạ. Không thấy là cảm thấy là nó không bằng được phần 1 và phần 2 các bạn ạ. Đánh giá cái nhân mình là thế. Nó lại hơi hướng không hướng kinh dị nhiều, không hướng kiểu rượt đuổi, mà nó hướng về khúc là kiểu kỹ năng á, kiểu nhanh nhạy, xong bắt đầu giải đố, xong bắt đầu là nhanh tay nhanh mắt ấy. Xong rồi phần kết quả cuối của mình á, nó con Catnap này nó cũng bị lag, nó không xuất hiện quá nhiều để mình tưởng rằng càng về cuối thời gian đếm ngược á là nó sẽ phải xuất hiện càng nhiều để mình liên tục mình phải phòng thủ. Nó ra có xíu à. Sự tuyệt vời, một tựa game, một chương 3 quá hay cho tựa game này. Nhưng mà có lẽ chúng ta phải chờ đợi, mình nghĩ rằng chúng ta phải chờ đợi chắc là tới tầm có khi cũng phải hơn 2 năm nữa để chúng ta có một chương 4, và có lẽ sẽ là chương cuối cùng trong cuộc câu chuyện của Poppy Playtime. Hay quá trời ơi. Trân trọng những người làm game này bằng việc là xem hết credit cho các bạn, để cho credit chạy hết á, để cho
một lời chung là respect, cảm ơn đến những cái người mà đã làm ra được cái chương 3 này. Quá hay luôn đấy các bạn ơi. Dù video này mình biết là rất là dài rồi, nhưng mà thêm một khúc nữa để mà xem credit cũng không sao đâu ha. Tuyệt vời, hay thật ạ. Công nhận có những cái phút giây mình cũng đã phải khá là sợ. Có những phút giây mà mình đã giật mình, thoát giật mình rồi đó, bắn người luôn. Nhưng mà chính ra là nó cũng không có gọi là nói chung là nó có vẻ như trong game này á, phần này nó đã đầu tư vào mặt chất lượng, chất lượng của câu đố, chất lượng của những cái khoảnh khắc hù dọa, thì nó không có kiểu dài quá nhiều để liên tục chúng ta phải bị giật mình. Nó sẽ cắt thôi, kiểu rất là lâu nó mới nhét một pha hù vào, và cái pha hù đó là có ý đồ, có tác dụng của nó cả, chứ không phải chỉ đơn thuần là để hù cho người ta sợ. Ở đó đây mình thấy khá là tuyệt vời. À đây, nhân tiện đây nhìn đây, Catnap đây, mình nhìn mấy tên của mấy con này mình nhớ ra là cái bọn smiling critters, những cái con thú tươi cười á. Trong này chỉ có con Catnap là bị biến thành con quỷ, còn lại tụi còn lại á là chúng nó là ở, chúng nó không có, tụi còn lại là không có con khổng lồ nào nha. Còn mấy cái con mà nhỏ lít nha lít nhít, lít xanh lít đỏ mà nó hù mình ở trong cái playhouse ấy, tụi nó là những con búp bê nhỏ, và tụi nó là có 1 tỷ con đó. Tụi nó là thuộc cái dòng smiling critter đấy, nhưng mà chúng nó chỉ có là những con bé thôi, còn không có những con đó phiên bản khổng lồ như là con Catnap. Mình thì mình đang lúc đầu là mình khi mình biết được rằng là cái biệt đội smiling critters này có đông như vậy á, thì chắc có thể sẽ là có cả những con khác khổng lồ, kiểu mỗi con là một con chùm ấy, qua từng bàn sẽ có một đấu một con chùm của bọn smiling critters đấy, và đến con chùm cuối cùng sẽ là con Catnap. Nhưng mà không, hóa ra là chỉ có chúng ta chỉ chiến đấu với con Catnap mà thôi. Ok, ủa nhạc cái đấy hết luôn đấy các bạn. Ủa sao credit mà đến đây hết nhạc rồi, hay là người ta không nghĩ rằng là nhạc sẽ có ai xem đến đây? Có lời của nhà phát hành này, gửi đến ai những người mà đã chờ đợi, cảm ơn vì đã đứng bên cạnh chúng tôi, ủng hộ cái game này. Chúng tôi đã xem video cảm nhận tình yêu, các bạn là nguồn sức mạnh năng lượng của chúng tôi, và hãy chờ đợi cho những tập tiếp theo nhé. Và đó là chapter 3 Deep Sleep. Mình đã đánh bại được con Catnap, và chúng ta có lẽ sẽ phải chờ đợi khá là lâu nữa đấy để có một chapter 4. Đấy, chờ đợi thôi ha. Ở trong thời gian sắp tới thì có thể là mình sẽ kiếm một số những cái trò chơi ở trên Google Play ấy, mấy cái trò chắc chắn luôn sẽ thời gian tới sẽ có những cái trò nhái Catnap đấy, chắc chắn luôn, thì mình sẽ kiếm để mình chơi cho các bạn, để các bạn đỡ phải chơi nhá. Rồi, video này đã quá dài rồi. Cảm ơn các bạn đã cùng mình trên cuộc phiêu lưu chiến đấu chống lại và tiêu diệt được con Catnap. Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở chương 4 của Poppy Playtime nha. Đấy, sắp chờ đợi thì các bạn có thể bấm vào video này, vì đây là video mà YouTube đề nghị các bạn phải xem ở kênh của mình. Mình sẽ gặp lại các bạn trước khi đến chương 4 thì ở bên video này nhá.